một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng đã sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình trung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước dưới anh trăng. Oh, trời đất ơi, ca có một bản nhạc thôi mà đã tới chùa rồi. Ôi trời đất ơi, bữa nay ngày rằm mà chùa đông cứ như cúng cô hồn vậy nè. Trời ơi, mọi người ơi, em dặn mọi người chuyện này, ngày rằm á mình phải thường xuyên ăn chay và đi chùa để cầu mong được những điều an lành mọi người nhé. Con cầu xin trời Phật thương con và phù hộ cho con qua được dòng này của chương trình Cười Xuyên Việt. Giờ làm cái gì? Chị lấy nhang chị chích cho mụ mắt bây giờ. Điên. Đi đi. Cái chốn chùa linh thiêng người ta mà vô đây làm náo loạn cộng đồng, ai mà to gan quá vậy hả? Ai vậy nè? Tình yêu trong lành nhất thế. Đẹp quá. Cảm ơn anh. Anh có thể mạn phép hỏi em tên gì được không? À, dạ thưa anh, em đây là Ngọc Hoa. Dạ còn anh ạ? Anh Hoàng Trung. Hoàng Trung. Trời đất ơi anh ơi, tên anh hay quá à. Tên anh y chang tên đứa bạn em đang theo chương trình Cười Xuyên Việt các anh. Ngọc Hoa tóc 12 xuyên Việt đó em. Ủa vậy hả anh? Dạ Quang Trung là mã số 02. Ngọc Hoa 07. 02. 07. 9. Trời đất ơi, hôm nay trời xui đất khiến sao cho anh đi giếng cái chùa này nè. Dạ. Ôi may mắn anh gặp được em. Nhưng gặp nhau đây, anh rất sợ phải chia tay. Gặp nhau đây rồi chia tay. Ngày lên đây đã gặp qua trong phút giây. Trời đất ơi, kỳ em. Học sinh bây giờ đi tour du lịch mà đi tour du lịch trong chùa hả trời. Trời đất ơi, gì kỳ cục vậy. Cái thằng đầu đàn là cái thằng Quốc Khánh mã số 05. Trời ơi, con mẹ Hoài Bảo đi phía sau kìa anh ơi. Thấy chưa, chung đội với mình mà sao không biết điều gì hết trơn vậy. Trời đất ơi, ở đây hay là chốn linh thiêng nha. Trời Phật mà hiển linh là thế nào hai đứa này cũng nằm trong tốc nguy hiểm nè. Em, anh, em nói nghe nè. Em nói anh nghe chuyện này. Mình bỏ qua cái chuyện buồn đó đi. Mình bỏ qua cái đám học sinh vô duyên này đi. Em nói anh nghe. Em nghĩ là bữa nay mình gặp nhau ở đây là mình có duyên đó anh. À, em có một món này. Nó là cái lá bùa của mẹ em để lại. Mẹ em nói với em là người nào á mà mang trong mình lá bùa này nè thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều may mắn và hạnh phúc. Em muốn trao lại cho anh. Em muốn anh sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc. Hỡi người đàn ông mà em rất là yêu quý ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Không Ngọc Hoa. Anh nè, anh nhận đi cho em vui. Không, 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 anh không thể nhận anh được. Anh nhận đi cho em vui. Coi như đây là niềm tin của hai đứa mình anh nhé. Anh cảm ơn em. 500 ngàn. Cho mà sao giờ đòi tiền? Thì em cho anh, nhưng mà mình phải có qua có lại thì bùa mấy cái tác dụng công hiệu, anh hiểu không? Bây giờ anh mà không đưa tiền cho em là anh toi mạng luôn đó. Dạ, 500 ngàn. Nhanh, 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 nhanh anh ơi. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Ông tán trong tay bây giờ. Nhanh coi cơ. Bây giờ anh không có 500, anh có 600 được không? Anh bo cho em 100 nha. 600 này đổi lấy lòng tin của em và cái sự may mắn thì không thể cái gì mà anh không có làm được. Cảm ơn anh nhiều. Vô mặt rồi, vô mặt rồi nè. Em. Dạ. Cái bùa này phải mẹ em cho em thiệt không đó? Dạ không anh. Chứ đâu ra? Dạ cái đó em bán. Em bán. Em bán. Em bán cái gì? Trời ơi, để đây cho coi nè. Nè, đây, đây,
Đây, đây cho coi. Đấy, ngồi đấy, ngồi đấy cho coi nè. Đây ha, có nguyên cái cấm âm âm luôn nè ha. Đây, catalog bùa, hi hi, kỷ niệm túi hồng. Đây nè, đây ha, chuyên cung ứng bùa số lượng lớn theo yêu cầu, anh thấy không? Nè, có chơi Facebook không? Có bùa nhiều like cho anh nè anh ơi. Anh xài bùa này vô nha, là bảo đảm lượng like á, lượng subscribe nó tăng vùn vùn. Anh nè, tiếp theo ha, nó nghe, có thích tình duyên không? Cái đó được á. Bùa yêu em có đủ đây nè ha. Đây là cái bùa yêu không nghỉ phép nè ha. Ba chục ngàn không bao giờ hết yêu ha. Đây ha, tiếp theo là cái bùa này. Lạ không? Là gì em? Cái bùa yêu giấu theo gió bay đó anh. Rồi nè, anh mua thêm gì không? Mua thêm gì không? Em khuyến mãi cho em giảm giá. Bùa lai không? Nè, anh mua ủng hộ em cái nãy 500 ngàn được rồi. Nãy giờ em bán xong chưa? Em bán xong rồi. Xong rồi hả? Dạ. Tới anh. Tới anh gì? Em ngồi đi em. Chị! Chị muốn mua cái gì? Em cứu cô đây, tông bông nè nha, móc quá tròn, móc quá nhỏ, ráy lỗ tai, cạo râu cũng có luôn chị. À, cải đầu, cầm sĩ răng, băng đô cà chay. Ê, trời đất ơi. Nè, thúc dép phải không? Dán keo, dán sắt, dán cái mỏ chị lại còn đường. Thôi, không, trời đất ơi, mày bán đồ linh tinh vậy đó hả? Mày không phải đại gia. Trời đất ơi, vì mày nãy giờ mày lừa tao, mày làm tao tin mày nãy cho nào. Mày cũng không phải kiều nữ, tao cũng tin mày nè. Lòi mặt rồi. Thì ra la 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 la. Xin quý khách giếng chùa lưu ý, cẩn thận kẻ gian lừa đảo chuyên nghiệp. Ai có tài sản cá nhân quý giá thì tự bảo vệ, còn ai không có thì dòng về nhà lấy cho có rồi tự bảo vệ. Đặc biệt là heo quay cúng và dép lào, mấy cái đó mất hoài à, tôi cũng hiểu tại sao nữa. Và quan trọng, nói không với mê tín dị đoan. La 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 la. Đồng môn. Nè kìa, yeah. Mày ở đâu lại đây? Mày tới đây mày giành địa bàn của chị mà mày không nể mặt chị một tiếng à? Mày là ai mà tao phải sợ mày? Oh, trời đất ơi, mày tới đây mà mày không biết danh của chị. Chị nói cho cưng nghe, chị ở đây là bao nhiêu năm trời rồi, không ai là không biết chị là con hoa sẹo. Tao đập mày qua đời luôn đó, hoa sẹo. Tao là trung xăm trổ. Tao không còn biết mày xăm trổ, xăm bông cúng, xăm bí đao cái gì hết. Tao uống là háng quả. Con điên. Nhưng mà chị nói cho cưng nghe, mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao giang hồ với nhau mà mày lấy xăm ra mày hù chị? Chị đây cũng có xăm mà. Xăm gì? Hận đời sức mẻ, hận kẻ bạc tình, lấy máu xăm mình, khắc lên bốn chữ nam tả nữ hữu. Đồ điên. Nam tả nữ hữu là cái gì? Tao xăm vậy á để tao nhớ con trai đứng bên trái, con gái đứng bên phải mày. Ủa mày làm được vậy luôn hả? Tao làm được hết đấy mày. Tao thấy mày cũng khí phách. Bây giờ quyết định là tao với mày chơi một trò chơi đi. Nếu như đứa nào thắng, đứa đó ở lại đây bán. Còn chơi... không biến liền. Chơi cái gì? Bây giờ thi. Thi nào? Anh em cô bác mua thêm gì không? Con heo quay hay dép lào? Bóng tay móc quá tăm che quần thùng, thêm quần tây và phấn nền. Ai da da da. Bóng lấy tay đầy nè. Mua nhanh đi em ơi đừng tiếc tiền. Ai da da da. Ai da da. Em mua nhanh đi ôi trời ơi. Em không mua anh ám em suốt đời. Công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiều này tôi chẳng bán đâu. Tìm cô không gặp chứ hò. Chứ tìm cô không gặp mờ. Tôi trải chiếu tôi ngồi tôi bán bùa đó nha. Trời đất ơi, tôi có phải ăn mày đó mấy bạn mấy mẹ. Vô thiên, cầm tiền dây. Trời đất ơi, vô thiên quá. Hát cái gì mà ta bố thí trong mặt không biết nhục. Ủa, ta hát hay thì người ta cho tiền, hơn mày rồi. Hơn tao hả? Ai nói mày hơn tao? Đừng nghĩ mày con gái mà tao không dánh nó nha mày. Gì? Đánh sợ mày hả? Đánh hiểu coi. Nè.
tên Phú Mỹ. Bước tới ra. Thằng này. Nãy giờ tôi thấy tôi với anh thi thố rồi làm mấy cái chuyện khó coi ở chốn linh thiêng vậy là không nên. Thôi thôi vậy mình quê nha. Bè. Thôi đi nha. Đi. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Nóng quá. Trời ơi, làm gái đẹp sướng quá à. Dễ gần chết luôn á. Chỉ cần một chút xíu mỹ nhân kế thôi là đã lừa được của thằng mập đó cả một cọc tiền. Trời ơi, cả một cọc tiền như vậy xài tới 3 năm vẫn chưa hết. Thích quá đi à. Cái con dáng ép ngu đần. Cái nhảy có một điều tăng cô buồn. Thôi mà nó trao cho mình một cái này đây nè. Ăn suốt cuộc đời cũng hỏng hết. Trời đất ơi, cả một cọc tiền mà hai tờ bên ngoài là 200 ngàn. Ở giữa là tiền giả không làm sao. Trời đất ơi, thằng mập, mày dám lừa tao. Không sao, ăn như đây cũng đủ rồi. Cái gì mà chân châu không vậy nè? Chân châu trà sữa không vậy nè? Con coi chứ con dạng hả? Trời ơi. Tôi chọn đúng nơi rồi đó. Đâu đâu cũng là những điểm chết. Đúng. Hãy để cho tôi chết đi. Tôi chết đi để đàn ông mấy người vừa lòng hả dạ. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu trong đầu đàn ông mấy người đang nghĩ gì. Mấy anh đàn ông ơi, thầy ơi, có hiểu đàn ông không? Không, không. Không có hiểu được đàn ông đâu. Chị ơi, chị có hiểu đàn ông không? Chị không hiểu đâu. Không ai hiểu hết. Không ai hiểu em hết á. Anh có hiểu đàn ông không anh? Anh hiểu nhưng mà anh không có giúp được em. Tại vì anh không phải là người em yêu. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi biết phải làm sao đây. Không sao mà em biết. Con gái là phải mạnh mẽ lên. Tại tôi mệt, tôi đuổi theo bà tôi mệt. Nghe ông nói xong, tôi chỉ muốn đi tự tử, tôi chết liền. Thôi đi. Cái gì mà đòi sống đòi chết hoài vậy? Tôi muốn chết. Cuộc đời này tươi đẹp quá mà. Bây giờ nha, bà hãy nhìn đi. Cuộc đời này quá đẹp. Tôi sẽ nói cho bà nghe những cái lý do khiến bà rất là đáng sống. Lý do gì? Bà quá ngon. Nhưng mà anh ngon hơn tôi. Tôi đi 6 mối lận. Nhà bà giàu. Anh giàu hơn tôi. Bà anh là tài phiệt. Bà quá thông minh. Anh là thầy tôi mà. Anh cho tôi từng con chữ một. Anh dạy tôi đó. Thầm tay rồi đó.
đi chết đi. Nhưng mà tôi không chết mà khi mà có ông ở đây được. Ông làm gì mà ông cứ đi theo tò tò, ông cản tôi chết hoài vậy hả? Ông muốn gì ở tôi? Sao ông đi theo tôi hoài vậy? Với cương vị là một người bạn thuần chủng của bà, tôi sẽ nói cho bà nghe. Trong cái cõi ta bà này, ai thấy chết mà không cứu, ai thấy tiền rớt mà không lụm, rồi sau đó trả lại cho người đó mất, hoặc là liên hệ cho cơ quan chức năng gần nhất. Ôi rồi liên quan gì? Nhưng mà nói chung nói tóm lại là tôi không để cho bà chết được. Không chết thì sao? Không chết thì tôi phải làm cái gì? Tôi sẽ đánh ghen cho bà. Đánh ghen cái con Tuesday. Đúng rồi. Exactly. Ủa nhưng mà làm gì đánh ghen sao vậy? Đánh ghen sao? À, gọi nó ra, gọi nó ra. Đúng rồi. Đúng rồi, có số nó không? Có số nó. Gọi nó ra liền. Đây đây đây. Gọi nó ra. Thì gọi nó đi. Bây giờ sợ quá, sợ nó quá. Alo. Tôi nói cho chị nghe ha. Bây giờ tôi nói cho chị biết là chị nói sao? Được. Sao vậy? Làm gì vậy? Má kêu cài đặt Blue Zone đi rồi muốn làm gì làm. Bà kêu vậy luôn. Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao? Thì gọi điện cho bà. Đúng rồi. Bà nghe giọng của mình, bà nghi liền. Đúng rồi ha, làm sao mà ra làm được? Làm sao mà ra? Ai mà ngu mà ra để bị đánh? Tôi nhắn tin. Không có được đâu, nghĩ làm sao mà nhắn tin. Gọi điện thoại người ta đã không ra rồi. Bà nhắn tin thì làm sao mà người ta... Một phút nữa bà tới. Cái gì ghê? Đúng một phút. Ôi! Gọi lại nè. Phải không? Cái số đó gọi lại. Alo. Alo, anh đứng yên đó nha. Một phút em tới liền nghe. Ok. Trời, tôi hay quá. Trời Đạt ơi, cái trí thông minh của tôi chưa? Xuất sắc quá. Nhưng mà ông nhắn cái gì mà hay vậy? Có gì đâu, tôi kêu là tôi có lô đất nền. Kêu bà ra liền đi, cho chúng có bán. Mà đất của bà nha. Trời ơi, ghen quá. Bạn ơi, nhưng mà bạn hứa vậy rồi lỡ người ta ra, rồi bạn không có đất cho người ta hay sao? Thì đất công trình nè, thiếu gì. Bây giờ nha, thí dụ như bà ra nha, tôi dắt tay bà qua đây nè. Nè, thấy cái chỗ tao nguy hiểm này không? Ôi. Tôi đẩy bà xuống, tôi chôn bà luôn. Ghê không? Wow. Ui mà. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tới rồi kìa. Ai? Một cục màu xanh đằng sau. Ai? Màu xanh đứng đằng sau mình đó. Màu xanh. Still đây. Nó. Still đây. Đúng rồi. Nó tới rồi. Bà coi nè. Tôi quýnh nó nè. Quýnh. Không đẹp, không ăn tiền luôn. Tôi nói thiệt với bà là. Ủa? Đạt em nuôi. Chị gái nuôi. Trời ơi, đi đâu đây? Em đi đánh ghen giùm nhỏ bạn. Đánh ghen? Dạ. Gì vui dữ vậy? Vui chị ha. Ồ, chị đi đâu đây? Chị đi xin lô đất nợ. Nên là bà xin. Chị có bị điên không? Thôi. Chị đợi em xíu nha. Thoải mái đi cưng. Đánh ghen đi. Không được. Sao vậy? Ba chị tao. Nhưng mà chị ông là giật bồ tôi thì ông cũng phải đánh. Ông là bạn rất thân của tôi. Nhưng mà còn lý do nữa. Lý do gì? Lý do thầm kín lắm. Thầm kín sao? Bà mua bảo hiểm công ty tôi luôn. Bây giờ đánh chết bà, công ty tôi đền tiền. Đền tiền xong phá sản. Bà bạn tôi thất nghiệp. Tôi chết theo bà luôn. Nhưng mà tôi không biết. Ông phải giúp tôi. Ông nói là ông giúp tôi rồi. Ông phải đánh ghen giùm tôi. Bây giờ phải. Ai gọi? Alo, trời alo. Tới rồi. Trời ơi, alo. Cũng chị nữa hả? Lại là Đạt em nuôi. Ủa em nữa nè. Ủa qua đất nền nào cưng? Dạ, nghe tay trái tay phải, tay trong tay ngoài luôn. Trời ơi, vậy hả? Vậy đất nền gì đâu? Cái đó cái chiêu mới, cái sự PR của công ty em thôi chứ làm gì có đất nền mà. Trời ơi, biết mà lanh chanh lắm. Nè, thất nghiệp cho nên là phải chuyển ngành đúng không? Dạ. Bởi vậy thời buổi khó khăn lắm. Chị nè, chị cũng không có tiền nữa. Mà bây giờ phải kiếm tiền nuôi con nữa. Bây giờ sao ta? À, sao chị? Ê, dạ. Chị mua bảo hiểm của em đúng không? 15 năm trời không hề có tiền. Bây giờ nè,
Biết rồi. Em biết cái ông nào có vợ rồi mà thích lén phải không? Kìa chị đi, chị sen vô nhậu quýnh chị chết, chị có tiền. Không chị ơi, không. Cưng, hồi nãy mới nói là muốn đánh ghen đúng không? Đánh chị đi cưng. Đánh đi cưng. Đánh liền. Mà tìm đúng người rồi đó. Đánh liền cưng. Tôi xúc rồi cho bà coi. Đánh liền cưng. Đánh ra. Không được. Đánh ra. Đánh liền rồi. Trời ơi. Trang ơi, Trang ơi, đừng Trang ơi. Trang ơi, em cứu chị. Em xin kỳ. Lỗi chị. Oh. Chị có sao không? Gỡ ra. Dạ. Chị em. Chị có sao không? Tay nào đâu vậy chị? Dừng. Sao chị? Dừng lại. Sao chị? Chị có sao không? Con bé kia. Dạ. Đánh nhiệt tình quá em. Máu. Có máu. Có máu là có tiền. Vậy là chị lấy bảo hiểm được đúng không? Dạ chị ơi, theo đúng cái hợp đồng bên em á thì chị phải chết chị mới được lãnh tiền, chứ mà dở ương ương vậy là lên phường giải quyết. Có sao đâu, chị để vết thương chị vậy luôn rồi nó sẽ nhiễm trùng, từ từ hoại tử, rồi chị thấm chết. Có chết là có tiền. Có tiền. Cảm ơn cưng. Cảm ơn cưng nha. Ôi con ơi, mẹ sắp chết rồi, con sắp có tiền rồi. Mày thấy bà vô tri ghê chưa? Cuộc đời mà sống chết có số đó, bởi vậy á đừng có đánh như người vô tri, tội nghiệp lắm. Đánh á là phải đánh những đứa có tiền. Là thằng mồ của bà đó. Ủa sao tự nhiên cái đánh ảnh? Nóng máu rồi đó, kiểu ra thì tôi đánh nó liền đó. Nhưng mà tại sao đánh ảnh? Nó ngoại tình, nó làm cho con tim của bà đau khổ. Đúng rồi hả? Phải trừng phạt ảnh, phải đánh ảnh chết. Nhưng mà thôi. Tại sao? Tôi muốn nhìn thấy cái ảnh bị đau thương, ảnh bị tổn thương trước mặt tôi đâu. Tôi muốn nhìn thấy anh bị tàn tạ đâu. Alo. Anh tới chưa anh? Em muốn gặp anh ở công trường á. Công trường? Dạ. Em ơi, thường những cặp tình nhân yêu nhau, người ta hẹn nhau ra một là công viên, hai là vũ trường. Sao em hẹn anh vô công trường? Thì nói chung là em ra công trường để dễ chết. Bây giờ nếu như anh không ra, em đâm đầu vô công tên ơi, em chết liền cho tôi. Em ơi, sao nói gì ngu vậy? Tôi phải nói như vậy để anh đi ra đây, rồi tôi chết trước mặt anh để coi phản ứng của anh như thế nào. À, là chỉ muốn coi phản ứng thôi đúng không? Đúng vậy. Sao không nói sớm, làm thấy ghê quá. Tôi phải coi phản ứng để coi anh có yêu tôi không. Alo. Anh ơi, Trang chết rồi. Cái gì? Để anh xíu anh đang hợp nghe em. Ông ra liền á. Hả? Quen rồi, cái nết của anh, cái đưa của anh vậy đó. Anh nói thì nhanh ra liền đó. Bây giờ nếu nó mà ra liền nha, bảo đảm tôi chết thay cho bà đó. Trang ơi, em đâu rồi? Đừng có làm chuyện gì dại dột nghe em. Anh tới rồi. Anh ra rồi. Tôi có lẽ vậy. Tôi phải chết. Trời ơi, cái hố sâu quá. Khoan. Đừng có chết. Tôi muốn chết. Đừng chết. Chị chết thay tôi đi. Chơi gà vậy. Thôi. Bây giờ. Đúng rồi. Cái này là cái gì? Cái phải chống nắng. Tôi đem theo đó. Là tôi làm mà. Đúng là mặc vô. Bây giờ ông thử làm tôi. Ông chết trước mặt ảnh coi. Coi cái phản ứng của anh như thế nào. Ủa nhưng mà đi từ từ mà sao đem mấy chống nắng chi vậy? Chị đỡ đi. Đi. Chưa đâu. Có gì nữa? Mình vô. Rồi. Anh nhận ra đó. Mình vô vậy không? Anh nhận ra. Trời ơi. Sao mà giống tôi quá vậy? Quá giống. Bà nghĩ vậy là giống. Giống rồi. Anh sẽ tin tôi là bà. Rất tin. Ông quen nhỏ vô tri nãy là đúng rồi đó. Trang ơi dừng lại đi Trang. Em đang ở đâu vậy Trang? Tới rồi. Giúp tôi nha. Trang à, em đứng lại. Trang dừng lại. Anh đi ra đi. Anh tới rồi. Anh đi ra đi. Anh bước vào. Trời ơi. Trang, không cố tình. Anh nghĩ là anh ra đây là tôi sẽ chết trước mặt anh sao? Anh lầm rồi. Tôi yêu đời dữ lắm. Tôi yêu đời yêu người dữ lắm. Trang, bình tĩnh lại Trang.
Ủa gì thần lòng. Perfect. Trang, nghe anh nói em sẵn rồi. Không bao giờ em được đút cái đầu em vô trong cọng dây đó, nghe chưa? Anh nghĩ anh nói tôi sẽ nghe anh sao. Dừng lại, không được làm gì bậy bạ. Anh sẽ cản em lại, đừng có chết mà. Anh và em phải sống. Ôi Trang, Trang, Trang. Anh sẽ cứu em. Anh sẽ cứu em, Trang. Trang, anh sẽ cứu em. Đừng có chết. Đừng có chết, đừng bao giờ chết, em không bỏ anh được. Đúng rồi, thở đi em, thở đi, thở đi. Thằng nào đây? Thằng Đạt. Trang đâu? Trời ơi. Tôi nè. Chuyện gì? Trang. Tôi mệt quá. Nhờ làm giùm có chút chuyện mà cũng xúc sổ đổ tháo nữa. Thôi dẹp đi, đừng có chơi mấy trò này nữa. Dẹp đi. Em mới là người dẹp đi, anh không... Ôi, ôi, ôi. Tụi bay chơi bóng chuyền. Thảo mà cái mà... trò gì vậy Trang, anh không hiểu gì hết luôn á. Tôi nhờ cái người đàn ông này nè, làm tôi để coi phản ứng của anh như thế nào khi mà tôi chết. Người đàn ông nào? Người đàn ông này. Tôi á. Tôi á. Ê Trang. Đàn ông của em như vậy em mất nhận thức rồi Trang. Tôi như vậy luôn mà anh vẫn tỉnh bên trên trơn. Chứ bây giờ anh phải làm cái gì đây? Anh không làm gì hết. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Em muốn chết đúng không? Đúng. Mời em. Tôi chết cho anh vừa lòng. Ê, Trang nhảy rồi kìa. Thì sao? Không sao, nguy hiểm. Rồi sao? Nhảy xuống là chết á. Đó là cái chuyện của Trang, không phải là cái chuyện của tôi. Cứu người đi ba. Không phải chuyện của tôi. Trời đất ơi, cứu người đi. Trang ơi, Trang ơi. Trang ơi. Trang, Trang ơi. Trang ơi. Trang ơi. Trang, Trang ơi. Trang ơi. Trang ơi. Trang. Anh là ai? Tự nhiên đang bóp cống kéo lên đây chi vậy? Rồi Trang của tôi đâu? Trang nào ai biết? Trời đất ơi. Mày đi xuống đi. Tháo từ dây ra. Trong vô cổ con nhỏ kia. Em ở đây nè. Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi. Trang ơi, Trang ơi. Trang ơi, cô sao không? Không có sao. Sao bà ngu quá vậy? Còn anh nữa. Sao thấy người ta nhảy xuống mà không cứu? À, chết, anh quên. Đáng lẽ anh phải nói với Trang một lời đúng không? Phiền em bước xuống cho anh nói chuyện với thằng gái anh chút xíu. Vì! Ôi trời! 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 Ôi cảnh luôn mà! Đánh tao dữ vậy! Dàn cảnh luôn mà! Chị! Em có hai trái phổi. Sao em? Nó đánh dập hết trái rồi. Không trái xài được mà em! Sao đâu? Đạt, thật ra là tôi nhờ hai anh chị này. Hai anh chị này dàn cảnh giúp tôi coi cái thái độ của Đạt sau khi tôi chết thôi à. Ôi trời ơi. Biết tức rồi hả? Tôi cũng tức nè. Tôi tức sao mà mấy người thương tôi mấy người không nói. Cái gì mà cứ tò tò đi theo tôi hoài vậy? Thích người ta phải nói chứ. Làm biết bao nhiêu chuyện mà cũng không nói là thích người ta. Bây giờ vẫn đứng trơ trơ ra đó. Ông là người như vậy đó. Tôi nói cho biết nha. Ngày mai tôi đi du học tôi đi luôn. Là bạn gái hết nha. Hả? Một kịch bản
tình yêu quá dễ thương, quá duyên dáng luôn. Từng người một đứng lên vỗ tay thả tim liên tục. Vỗ tay quý vị ơi. Hay quá thôi. Lột xác hẳn hồi, đổi mới khác lạ. Nãy giờ dạ, thầy Minh Nhí thầy sung nhất luôn á. Ồ, thầy lao quá trời. Thầy cầm micro sẵn luôn rồi. Thật sự mà nói á, các bạn thí sinh khác phải theo dõi cái tiết mục này. Trong nghề mình cần phải học, người ta hay thì mình phải học. Giống như bây giờ, thầy cũng phải học. Cái vai diễn này của con làm đủ hết, tinh thần là hài kịch. Nhưng có những chỗ bi kịch là con thay đổi. Con làm bất ngờ liên tục. Và thầy rất thích con gì biết không? Những cái tích tắc con rất là tự tin trong tiểu phẩm này. Xin cảm ơn tất cả các bạn diễn viên hỗ trợ. Bạn nào cũng rất là duyên dáng. Một cái tiểu phẩm mà vai nào cũng có đất để diễn. Tuy nhiên tất cả những bạn đó nâng con lên. Và con mới là người chính. Mới có dòng này thôi mà con đã cho ăn như vậy. Giống như mình đi ăn mà cho một món ăn quá ngon thì con phải cẩn thận. Chúc mừng con đêm nay. Và thật sự là thầy lẻ lẻ, thầy cho điểm liền. Và điểm của thầy là điểm tuyệt đối dành cho Mậu Đạt đêm nay. Và nó xinh đẹp. Cảm ơn thầy Minh Nhí. Menu cười siêu Việt rất nhiều món ngon. Khai vị quá ngon rồi phải không thầy? Không biết món chính và những món sau như thế nào. Dạ, em mời chị Kiều Anh. Chị đã nhìn thấy cái sự thay đổi biến hóa của em. Từ con người này sang con người khác. Từ tâm lý này sang tâm lý khác. Em có thể thay đổi một cách ngoạn mục mà người ta tin được, mà người ta không trách được. Vì em có giải thích, em có lý do. Kịch bản này ai nghĩ ra? Ý tưởng đầu tiên của ai? Dạ, ý tưởng đầu tiên là nó đầu tiên lắm, em cũng nhớ lắm. Nó đầu tiên lắm. Dạ. Ý là đầu tiên lắm. Thôi dạ. Như thế này nè. Cái chị thích nhất cái dàn dựng trong này, cái sự hiện đại, đó là cái sự học hỏi và tìm tòi sáng tạo. Và cái chị thích nhất đó là cái câu chuyện xảy ra ngay công trình. Tụi em rất là thông minh bởi tụi em chọn đó để tụi em xử lý sợi dây thần. Tại vì cái sợi dây đâu đâu ra? Sợi dây đó là cần cẩu đó. Chứ ở đâu ra tự nhiên trên trời rơi xuống cho em cái sợi dây. Tụi em đưa đạo cụ rất là thông minh thì em thành công thế thôi. Lâu lắm rồi mà có một vở kịch hiện đại và hay từng cm như thế này. Phải nói là cười không ngớt đúng không quý vị? Không có ai có thể đứng mười mấy phút mà có thể làm liên tục như vậy đâu em. Nhưng mà chị hơi tiếc chút xíu. Các bạn phụ diễn đã nhận phụ diễn phải bình tĩnh. Vì nếu không bạn phụ diễn sẽ kéo luôn cả bạn diễn nếu em không bản lĩnh. Hồi nãy em bản lĩnh vô cùng. Vì em đã trấn an bạn kia lại. Rõ ràng bạn kia mất bình tĩnh rồi. Nếu như cái cô kia diễn nhẹ nhàng hơn nữa, tinh tế hơn nữa, cười hơn nữa. Ngày diễn ngày hôm nay tất cả là nhờ tất cả các anh chị. Em không có một cái gì hết. Em, người ta cho em cái nguyên liệu nhưng người nấu lại là em. Đúng rồi con. Mà ở đây Cười Xuyên Việt đang cần người nấu. Cười Xuyên Việt cho rất nhiều nguyên liệu về âm thanh, về ánh sáng, về tất cả, về tin tất cả. Muốn cái gì có cái đó hỗ trợ cho các em. Diễn viên cũng vậy. Nhưng người nấu cũng chính là em. Và em nấu một cách tuyệt vời. Chị nói thật. Cảm ơn chị Kiều Anh. Nhưng để nói về tính cập nhật thời sự, thời đại trong tiết mục, phải mời anh Gia Bảo. Cái em rất là bắt kịp thời đại. Đây là một cái vai nam chính đó. Nhưng mà biến chuyển theo kiểu của mình thì nó dễ diễn hơn. Bảo có thể tin được là ở ngoài đời có những người đàn ông thật sự họ vẫn yếu đuối như vậy đó. Thì em vô thấy nó ngọt ngào và nó không có bị gượng. Anh cho đêm nay là một cái đêm tỏa sáng của em. Và anh rất là hạnh phúc khi dòng trước anh cho em điểm là quá vừa ý anh luôn. Tiếp tục chúc mừng Mậu Đạt. Em mời chị Nam Thư. Khen là quá trời rồi, chị chỉ ngắn gọn thôi nha. Tiết mục của Mậu Đạt đối với chị gói gọn trong 6 từ: giải trí, văn minh và cực kỳ thông minh. Hết. Dư chữ và giải trí, dư chữ thông minh và cực kỳ. Thêm cho chị nói lại câu đó, bây giờ bỏ chữ và nha. Nhận xét của chị Nam Thư chỉ bao gồm 6 chữ: giải trí, văn minh, thông minh. Hết. Yeah. Tiếp xúc Mậu Đạt, anh diễn với bạn một hai lần thì cũng toàn thấy bạn diễn vai nữ. Hoặc là nhìn trên game show cũng thấy là những vai nữ. Hoặc là lâu lâu trên Facebook cũng những vai nữ là đầu tiên mà thấy một vai nam. Đoàn diễn Mậu Đạt thường trị vai nữ. Trị vai nữ bởi vì bạn quá xuất sắc rồi, bạn quá chỉnh chu với những vai như vậy rồi. Thì đây là một cái màu cực kỳ mới của Đạt luôn. Mà không phải diễn trai thẳng mà trai eo eo mà có bồ mà không có bị gượng ép. Anh rất là tin luôn và bất ngờ này bất ngờ khác. Ủa sao anh tin vậy anh? Sự tin tưởng nó đang xen sự đồng cảm. Một cái sự đồng cảm tự nhiên mình coi mình cảm mình thích lắm. Tiết mục Mậu Đạt như một tấm gương thấy chính mình trong đó. Thật sự là Đạt có năng lực cực kỳ, kể cả hài lẫn bi. Vì ánh mắt của em nó thể hiện cho anh cảm nhận được cái nội lực bên trong của em và cái nhân vật của em rất nhiều. Và nói chung là chúc mừng em và anh đã cho em một số điểm rất là tuyệt đối. Yeah. Và bây giờ quá xuất sắc rồi. Bao nhiêu điểm đây? Lật mặt từng người nè. Chị Nam Thư 10 điểm. Wow. Anh Tú 10 điểm. Wow. Chị Kiều Anh 10 điểm. Wow.
Tại Minh Nhí mới đi. Gia Bảo, cho 9 điểm rưỡi là đừng ngồi gần tôi nha. Với áp lực đó không thể nào khác được, anh Gia Bảo vẫn 10 điểm. Nhưng có một vấn đề cần chúng ta làm lớn chuyện. Bao nhiêu điểm? Không phải số 10. Gì kỳ vậy lắm? Chứ ta chỉ cần 6 con 10 tự nguyện từ giám khảo là được phần thưởng nóng trong tay luôn rồi. Tại sao con số 9 xuất hiện vậy anh? Mà 9, 7, 5 mới đau. Trời ơi, trời ơi. Ôi sao tôi làm cho tôi tội đồ vậy? Đừng rối à. Thần tay đến, thần tay đến, rút luôn bao lì xì. Wow, 5 triệu trong tay con nè thầy. Đến bây giờ mà tự nhiên thấy 5 con 10 mà anh cũng thấy em ái nái thiệt. Dạ thôi, anh quyết định sửa được không ạ? Trời ơi, được mà. Đã có sai mà sửa liền nó kịp. Chấp nhận sự bao dung của anh. Thì ngày hôm nay tôi là Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Tôi vinh dự ngồi ở vị trí ghế này. Thật sự Mậu Đạt diễn rất tốt và xuất sắc, nhưng trong lòng còn một xíu nhỏ mọn và ích kỷ. Bởi vì đàn em quá giỏi, quá tài năng. Tôi cứ tưởng là MC sẽ không đọc số điểm của từng người. Nhưng trời phạt tôi và công bố mà tôi đã được sự chì chiết của tất cả mọi người. Và tôi quyết định, tôi xin lỗi mọi người, tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi quyết định là sửa, không có cho. Người ta xứng đáng như vậy mà. Mậu Đạt, anh xin lỗi. 10 điểm thuộc về em. Đạt ơi, hết thời lượng đùa giỡn, chỉ còn thời lượng trao tiền. Đây. Ê, 5 triệu đồng tiền mặt. Chúc mừng Mậu Đạt. Tập tiếp theo của Người Xuyên Việt 2020 với chủ đề hình tượng, cùng với sự xuất hiện của hai thí sinh Kiếm Đào và hình tượng tài xế xe ôm công nghệ, với sự hỗ trợ của Võ Tấn Phát, Hữu Đăng và ca sĩ Tăng Phúc. Ngọc Phước và hình tượng người vợ. Đón xem tập 4 của Người Xuyên Việt với chủ đề hình tượng sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Người Xuyên Việt cười trên từng cây số. Ngày xưa có một nàng công chúa sắc đẹp tuyệt trần, da của nàng trắng như tuyết, môi nàng đỏ như son, mái tóc bồng bềnh, có thể nói nàng đẹp như tiên giáng trần. Nàng công chúa có tính tình hiền dịu dễ thương, và đặc biệt có nụ cười làm say đắm lòng người. Trời ơi, cho nói tiếng người ta cười lớn đó. Nhưng nàng không biết một mối nguy hiểm đang rình rập. Đẹp quá. Ông bột phải không? Tao không phải là bột, ta là kẻ bắt cóc. Mày khùng vừa vừa thôi. Nó tướng mày vậy mà bắt cóc là dí sao mày chạy? Ủa sao chạy được mà? Mày giả bộ mày chạy coi nè. Mày có mắc cóc được chưa? Trời đất ơi, chạy vậy đó mày sao bắt cóc ai? Thôi mà tin tao đi, tao là kẻ bắt cóc thiệt đó. Bột. Bắt cóc. Bụt mà. Dạ, đây mới là bụt nè chị hai. Ủa, vậy bắt cóc thiệt á hả? Đúng vậy. Trời chết ta rồi. Ta sẽ kiếm một người trợ lý với năng lực siêu nhiên. Trợ lý đâu? Dạ. Cóc. Bắt cóc. Bắt cóc. Ê. Bắt cóc. Bắt cóc hả? À, bắt cóc á. Ở chừng nào bắt được tao? Bắt cóc. Rồi khổ ghê không nè, nó nghe nè, tâm sự mỏng chút xíu nè. Giờ muốn bắt đúng không? Bắt xong đi đâu nè? Chỉ đường.
qua bển thấy không? Rồi leo lưng tôi. Đi. Vậy chó lẹ. Công chúa ơi, cảm ơn đã giúp một tay nha. Và thế là cuộc bắt cóc đã thành công mỹ mãn. Wow, thông minh. Và sau đó nhà vua đã kêu gọi các anh hùng giải cứu công chúa. Và đáp lại lời kêu gọi đó, một anh hùng đã xuất hiện. Và người anh hùng đó là ai? Là ai? Em hai năm cũng không chữa. Đội tường hay đội bể tường á? Trời ơi! Phá hoại thiên nhiên. Mạng thứ hai, mày bấm cho đủ tiền hay gì hả? Nhảy trời, bấm vô cố nhảy rồi chết hay gì? Ủa vậy là chết rồi hả? Em đào lao chơi nãy giờ. Mạng thứ hai, bài học rút ra, tham thì thâm. Mạng thứ ba, bắt đầu. Ăn tiền mới chết đó. Mà sao tao chết vậy? Chừng nào tao nhảy xuống đây tao mới chết là thằng hùng. Một ví dụ rất sinh động và rất ngu dốt. Bạn thứ tư bắt đầu. Ta thoát được tên quái vật rồi. Thoát được rồi, ta thấy vậy với vua cha của ta. Có ai cứu ta không? Ta đây! Quá nhiên không sai. Con quái vật mày chết đi. Ủa tôi giết con quái vật mà sao không thua hả? Ê mày khùng hả? Tao công chúa hả? Tao một hai tao khó khăn tao vượt đừng quái vật ra mày giết tao lần hai hả mày? Đáng lẽ mày cứu tao mày được 200 triệu đó. Nhưng mày giết tao mày chơi từ đầu từ đêm chào xuân đi con. Sao những lần vấp ngã cứ ngỡ anh ta đã không còn mạng để chơi, nhưng anh ta đã có một may mắn, đó chính là ngôi sao bất tử. Mỹ nhân ơi, mỹ nhân.
đến đây với ta. Mỹ nhân. Mỹ nhân. Ôi, ta sai trời đất cũng sai. Ta sai tình hay sai rượu. Mỹ nhân ơi, đến với ta đây. Mỹ nhân. Mỹ nhân ơi, Mỹ nhân. Tại sao vậy? Tại sao không lựa chọn những người con gái đẹp khác mà nhất định phải là ta? Nàng ơi, nàng không thấy sao? Chúng ta có tướng phụ thê đó. Làm sao? Hàm răng của nàng rất giống hàm răng của ta. Mỹ nhân ơi, đến với ta đi. Dừng lại. Ai đó? Ta là Mariko. Đến đây để giải cứu cho công chúa đây. Đúng rồi, tráng sĩ. Tráng sĩ làm ơn cứu thiếp đi tráng sĩ. Cứu khỏi khủng long đi tráng sĩ. Tráng sĩ ơi, tráng sĩ. Tráng... Xấu thì tập cái tính bớt nói. Tôi mà biết sao bà xấu vậy, tôi không có cứu bà đâu bà nội. Lỡ tay đây cứu bà về đó, làm ơn đi vô nguyên nấp đi. Tôi về khủng long xong tôi cứu bà về. Ở đây nè. Bây giờ con khủng long kia, ngươi chịu thả công chúa ra không? Ê, tên Mariko kia, ngươi ngoài mấy cái trò ăn nấm độn thổ gì đó, ngươi còn có biệt tài nào không mà dám cứu công chúa hả? Tất nhiên ta đến đây là ta đã có vũ khí bí mật của mình. Vũ khí gì? P-P-E-P. I have a pen, I have an apple. Apple pen, I have a pen, I have a tầm thường. Hãy coi sức mạnh của khủng long Tony. Khủng long biến hình. Đủ 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 nhiêu rồi, muốn nhiêu đủ tiền rồi, về 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 đi, về đi. Vụ này làm sao chú? À, tôi làm lân sư rồng ở bên Phú Thọ Đường. Ủa vô đây múa làm gì vậy? Biến hình. Con khủng long nó hợp đồng kêu qua đây múa, kêu qua múa nè. Bà nó cho keo kẹt quá, đâu coi cho con trăm mấy rồi múa 2-3 phút rồi về. Không sao đâu. Vui vui không? Sợ muốn chết luôn à? Vui vẻ, vui vẻ. Nè, rồi đi kìa. Tôi đợi mày cứu nhà, tao đói meo răng rồi đó, giờ tao có cơm con tao uống. Mày là cái con tào lao nhất mà tao từng biết. Thôi ơi. Mày giỡn mặt với tao hả mày hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày mướn vũ đòn, mày mướn vũ đòn của tao hả? Tao giết mày luôn. Hôm nay tao sẽ giết quái vật, lột da mày, cứu công chúa. Dám đi. Ê, chịu thua. Ê, quá. Ê, Thành ơi, con giỏi quá. Giỏi quá. Con giết được Trùm rồi, con phá băng rồi. Giỏi quá Thành ơi. Con giết được Trùm, con phá băng. Con chúa luôn rồi. Ừ đúng rồi. Xong rồi. Về. Hả? Về với mẹ chờ. Mẹ chờ. Thành. Con nghe bà nói nè. Bây giờ á, con về nhà, con tắm rửa, nghỉ ngơi ha. Rồi, để sáng mai đi bà dẫn con đi gặp mẹ. Thôi, đi gặp mẹ liền, mẹ kiếm. Nghe bà nói đi mà. Sao bà hứa ngày mai rồi mà? Con nói bữa nay đi gặp mẹ mà. Bà hứa lần này là thiệt mà, ha ha. Ngoan thôi. Không, con nói đi kiếm mẹ đi ra đi. Thành. Sao bữa nay là vậy, hả? Bà nói không nghe lời hả? Đi về. Không có gặp mẹ gì hết. Đi về. Đi về. Đi về. Nói gặp mẹ mà. Mẹ nói nghe không? Gặp mẹ. Về. Gặp mẹ. Mẹ chết rồi còn đâu mà gặp.
nó bậy. Bữa chơi game, mẹ gọi con rồi mẹ nói đi kiếm con. Con nói chơi phá băng không về, con chơi cuốn chuối không về. À, mẹ nó chờ con, mẹ chết rồi nào. Thành ơi, bà đang nỉ con. Thành ơi, đi về con, đi về con. Thôi Thành à, Thành, Thành à, con đi tìm mẹ mà. Thành ơi, Thành, Thành ơi, chờ ba. Thành ơi, Thành ơi. Đứng từ nãy giờ luôn, có đúng chỗ này không vậy? Đúng rồi, hồi sáng tao đã điện cho ổng rồi. Ổng nói là đúng 11 giờ đêm tới đây. Tới đây làm cái gì? Tới đây để nhận việc. Vẫn làm bảo vệ á hả? Ôi sao không lựa giờ hành chánh, lựa giờ hành sát vậy? Trời đất ơi, bây giờ hành gì hành, thì giờ tao với mày đã quá khổ rồi. Mày nghĩ đi, bây giờ tìm đâu ra mà cái công việc làm bảo vệ mà 1 triệu một đêm. Cái gì? 1 triệu một đêm? 1 triệu một đêm? Sao mà dễ ăn dữ vậy ta? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà cái ông này kỳ quá. Ông hẹn 11 giờ mà giờ gần 12 giờ ông không thấy ông đâu hết. Chứ giờ sao ông lại đứng đây hoài? Bây giờ tao với mày đi vô nhà luôn kiếm ổng. Thôi như vậy người ta nói mình là đầu trộm đuôi cướp đó. Có tao mà mày sợ gì? Có mày không sợ, không sợ. Mày đi trước đi. Không sợ cái gì, trước đi. Trước đi, tao đi sao cho. Cái cứng quá trời. Thì mở đi. Ghê quá mày ơi, ghê quá là mày. Ghê cái gì hả? Cái cửa mở mà nó kêu cái két. Thì là cái cửa nó mở mà nó kêu tin 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 á, mày mới sợ. Kêu két bình thường mà. Ôi ôi. Ghê thiệt, có ghê thiệt luôn. Sợ rồi đó. Thấy sợ sợ luôn. Sợ rồi đó, ra. Thôi chị thôi, chị thôi, đừng để hôm khác qua ha. Ra vậy. Sao cái cửa mở ra lại không được vậy? Tao biết rồi. Sao? Cái cửa này là cái cửa hiện đại, cửa chống trộm. Chống trộm hay là vụ ăn trộm vô chống không cho ra? Thì cãi nó đi. Bây giờ cái chuyện quan trọng là tao mày đi vô kiếm ông chủ trước cái. Kiếm ông chủ đi. Tao xíu. Trời ơi, gì mà tối hôi. Ghê quá là mày, ghê quá là mày. Cái gì, cái gì? Cửa hàng đồ chơi. Có đồ chơi không? Chừng nào cửa hàng đồ chơi có má mẹ ở đây mới ghê. Nó bình thường. Bây giờ tao mày hai đứa đi kiếp. Chia ra đi. Kiếm mỏng nó dễ hơn. Chú ơi. Ai đó? Chú ơi. Có ai không? Lộng ơi, lộng, lộng, lộng. Cái gì? Mấy con búp bê ở đây nó như thiệt vậy mày ơi. Đúng rồi đó. Chắc mấy con búp bê ở đây mắc tiền lắm ha. Lộng ơi, lộng. Lộng. Cái gì? Con búp bê này nó như thiệt hơn nè. Như thiệt á ha. Trời ơi,
Trời ơi, búp bê mà có mụn luôn vậy. Nặng giùm nó đi. Trời ơi, con có lỗ tai. Trời ơi, nó cứng như là lỗ tai cây vậy đó. Thấy không? Ủa, cái lông, đúng là lỗ tai cây cối mà. Mày nói cái gì vậy? Trời ơi, còn cái ót nè, cái ót này tao giả một cái. Ma đúng không? Tôi người, không phải ma. Ủa người hả? Người hả chú? Ai đây? Dạ tụi con xin bảo đi làm bảo vệ. Con tên Bảo, còn nó tên Long. Dạ. À, vậy hả? Dạ, chú là ai? Tôi là chủ tiệm này. À, dạ, chú dạ, tên dạ. Gì đi, tụi con dễ xưng hô. Tôi tên Két. À, tên tiếng Anh hả chú ha? Ừ. Tên đầy đủ là gì chú? Lâm Thắng là cái Két. Trời ơi, cái tên mà cái tương lai không bao giờ đi tới được ha. Cái tên ngộ chú. Mình là con phải theo hỏi cha chứ sao. Cha chú tên gì? Cha chú tên Việt. À, tên đầy đủ là gì? Lâm thắng thua không quan trọng, quan trọng lấy được quán quân Cười Xuyên Việt. Trời, cái tên mà đặc để quá vậy. Cảm ơn ba chú nha. Cảm ơn mọi người nha. Dạ em cảm ơn vậy thôi chứ em không có ý gì hết á. Dạ, nói ra vậy. Nói cười cười thôi trời. Thôi mà mấy đứa thông cảm cho chú nha. Mấy bữa nay nè, làm việc mệt quá thì mình cũng giống như đồ chơi đúng không? À, mình giống đồ chơi vậy, mình hết pin thì mình phải nghỉ ngơi. Nhưng mà có cái này con thắc mắc nè. Ví dụ nha, người ta ngủ là người ta phải ngủ nằm. Chứ tại sao chú ngủ đứng? Chú ngủ đứng để có chuyện chạy cho kịp. Giỡn thôi, giỡn. Trời ơi. Hứa là giỡn nha. Giỡn. Không chú, giỡn không? Hai đứa mới vô làm, chú tạo không khí vui vẻ để mình làm việc cho dễ. Dạ. Không chú, dạ. Ờ, bây giờ sẵn sàng làm việc chưa? Dạ, sẵn sàng chú. Lột đồ ra đi. Con khốn. Mày chửi tao. Mà không làm là như vậy. Hèn gì là bảo vệ một đêm mà 1 triệu. 1 triệu là giá của tao đúng không? Tao cái gì vậy? Mày nghĩ tao bao nguyên đêm hả? Lông mày điên hả Lông? Tao đưa mày tới đây để nộp đơn mà. Nộp đơn hay nộp tao cho ổng ăn. Thôi, tao lột đồ rồi kêu hai cha qua kêu thay đồ bảo vệ vô kìa. Hết thồn đâu mình được làm thí dân thí kiều. Mày muốn dài muốn không? Qua đó lấy đồ đi. Bây giờ công việc đơn giản lắm. Hai đứa chỉ cần canh cái tiệm này cho chú. Từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng sẽ có người tới thay ca. Rồi, được rồi, chứ dễ mà, dễ. Dạ, dễ đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ nghe chú dặn dò dạ, nè. Dạ. Bây giờ trong tiệm chú mọi thứ đã để ngăn nắp hết rồi. Dạ. Nếu lỡ như tối mà có dịch chuyển á, dạ, xếp lại giùm chú. Dạ. Có vụ nó dịch chuyển luôn à? À, thì nó dịch xuống rồi mình chuyển lên lại thôi con. Trời, mong chú nói thẳng luôn đi chứ đỡ là hồng dí lên mây nha. Mày nó nhát quá. Dạ. Thôi, chú dặn dò kỹ nha, nhớ nha. Đừng có đụng chạm bất kỳ cái đồ đạc nào nha. Dạ, yên tâm. Dạ. Nhất là cái bàn này nha chưa. Cái bàn này không phải là bàn bình thường đâu. Một khi để đồ chơi lên đó, nó là cái bàn đồ chơi. Dạ. Còn khi không có đồ chơi trên đó, dạ, nó là cái bàn chơi đồ. Về chứ liên lụy đó. Báo bố liệt, báo bố liệt. Làm gì vậy? Đừng báo bố liệt bắt chú chứ làm chi? Bắt chú chi? Chơi đồ. Chơi đồ là để đồ chơi là nó chơi đó cha. Một nó thẳng nha, một nó thẳng nha, nó thẳng nó ngắt ngắm ngẩn ngắm ngẩn trên sợ là hồng dí lên mây. Mệt ghê ha. Nói chung á là đồ đạc trong cái tiệm này đừng có đụng bậy bạ, hiểu không? Dạ. Đúng rồi. Nhất là cái gương này nè. Nó không phải là cái gương soi bình thường đâu. Sao chú? Nếu hai đứa đứng soi nó lâu quá sẽ mất thời gian lắm đó. Chú nói nó mất thời gian ha. Chạy nó đi ghê luôn á. Nói chi vậy? Ê, chú nói tối được kiên kỵ, đừng có nhìn vô gương, soi gương không tốt. À, dạ, không? Biết rồi. Nhớ dạ, nha, chưa không có đụng vô cái gương này dạ, chưa? Dạ. Còn cái tivi này nữa nha chưa? Không có mở lên coi đó. Dạ. Không có mở lên coi. Nhớ chưa? Dạ. Nếu tới 12 giờ đêm có bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra thì hai đứa cũng coi như không thấy gì. Dạ. Biết không? Dạ biết chú. Dạ. Lại sợ vậy? Thoải mái đi. Hai ly nước kìa, có khác thì uống. Dạ. Làm việc vui vẻ. Dạ. Ủa ông sao vậy? Ông lạ sao vậy? Không, chắc ông giỡn cho mình vui á mày ơi. Chút mà nước khác chết thiệt luôn á. Có cái áo bảo vệ này á, tao với mày mặc vô á mà đi làm cũng mệt. Cái gì vậy Long? Long mày bị gì vậy Long? Không gì. Để tao coi có chai dầu. Chọn ra không có. Cái gì vậy? Đợi tao xíu. Ủa?
Gì ghê vậy? Gì sợ vậy? Sợ thiệt à? Hey! 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 Long ơi! Long ơi Long! Long ơi! Gì? Vui lắm nè Long! Vui lắm nè Long! Hả? Cái gương á, à, mày đi ngang, mày nhìn vô không có bóng mày, mà có bóng chú hề cười. Bóng chú hề cười? Bóng chú hề cười. Vậy là bóng cười rồi. Ừ. Tao không thấy bóng tao luôn, tao thấy rõ ràng. À đi toilet, đi toilet. Toilet. Ý, ê, vui này. Hay vậy ta? À, thôi. Mày hay thiệt á chứ. Đó. Hay là hay đi. Ấy. Chơi khác, chơi khác ai. Ô, hay vậy? Ê mày ơi, hay vậy? Hơi hơi lạ lạ mà cũng hay ho. Kiếm cái khác coi kiếm. Thử coi. Vẫn là hay ho. Chú Hệ này chú Hệ chậm nhịp mày ơi. Hay quá ta, thử lại cái coi. Ừ. Hey. 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 Ủa? Hey. Hay quá trời hay luôn nè. Ê. 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 Đá nai luôn. Ê. Ủa vô đây được luôn á chứ con mày. Ê. Ê chú Hệ. Chú Hệ làm gì bạn tôi vậy chú Hệ? Ê trời. Trời chú Hệ. Chú bỏ cái dao xuống đi rồi tôi chú tấu Hệ. Chú Hệ. Đừng có. Ê chú Hệ. Ê. Đâm ơi. Đâm ơi cứu tao Đâm ơi. Đâm ơi. Cái gì cái gì? Cứu tao chú Hệ. Để tao. Đúng rồi. Để ra. Mệt với tao chú Hệ. Để tao. Vô liền. Đúng rồi, vô liền. Đi ra đi. Chạy. Ổn không vậy? Tao đã tiêu diệt được chú Hề rồi. Tốt lắm. Hay lắm. Trước hay rồi. Đó. Làm việc. Có con dao cắm vô lưng vậy. Bảo ơi. Bảo vậy. Mày dậy đồ chơi. Giao đồ chơi. Bảo vậy. Đồ chơi. Cái gì kỳ vậy? Ủa là sao ta? Là sao? Tao hiểu rồi. Do tao với mày thức đêm rồi gặp ảo giác. Phải không? Ảo giác nhưng mà tao sợ thiệt nha mày. Cái lúc mày bị nhốt vô cái gương nè. Sao? Cái có chú Hề chạy ra. Cái chú Hề cái mặt không hề. Cái chú Hề tao thấy căng quá cái tao rủ chú Hề tấu Hề. Cái chú Hề sợ không hề, chú Hề không hề luôn. Mày mới không hề á. Nói gì nói riêng à. Ảo giác thôi. Ảo giác phải không ta? Không sợ. Có tao. Đúng. Không còn sợ nữa. Cúng đi. Không sợ mà cúng đi. Thì cúng đi. Mày, người ta nói là có thờ, có thiên. Đúng có rồi. Có ăn kiêng, có ốm. Là nói mày á. Ủa vậy hả? Là nói mày á. Không phải. Cúng đi. Cúng đi. Mày giờ nè. Mày đi kiếm cho tao cái dĩa đi. Kiếm cái dĩa hả? Tại vì á, nãy tao sợ đói á. Tao có đem bánh mì với sữa tươi không đường chút chấm ăn. Đi kiếm đi. Sữa chút tao uống bánh mì gì thì giờ cúng người ta đi. Này có cái dĩa. Ủa sao có dĩa đây vậy ta? Mày đừng có làm tao sợ nha. Rồi. Thành tâm nha không? Rồi. Lâm ơi không chứng đâu. Sao vậy? Tại tao mày không có nhang. Không có nhang về sao? Mày đi vòng vòng tiệm đồ chơi mày kiếm cho tao cây nhang đi.
tìm đồ chơi nào có cái nhang má. Nhang điện cũng được mà. Ờ rồi tự kiếm điện thoại tao điện cái nhang. Đúng rồi. Thì đi đi. Đi lẻ cái lắm. Ờ biết rồi, biết rồi. Đi đó đó đúng rồi, đó đường đúng, đó, đúng, đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng không? Đi vô luôn, đi vô luôn. Đúng rồi. Ý. Ý. Kiếm không có nhan. Nhưng mà ủa, đâu rồi, mất tiêu rồi. Mày ăn đúng không? Không có ăn. Hồi nãy mày đi vô cái dĩa tao cúng đây, cứ lôi vô thì ra tao phát hiện con chuột khổng lồ. Mày đi là con chuột khổng lồ. Con chuột khổng lồ nó đi nhìn nè mày. Làm gì nè. Trời ơi, tao sợ quá trời luôn. Đó điều vô lý, làm gì có con chuột bị tai biến như mày. Tao nói thiệt. Không bao giờ có được. Mày sao? Mày làm gì vậy? Đào quyệt chứ thấy nó rồi. Trời ơi, mày chết hả? Trời ơi, thằng bỏ bạn, tao sẽ chết chung với mày. Đừng quyệt không. Chật, quyệt nó chật quá. Không, tao với mày là chết chung. Mày là mày không, tao sẽ chết chung với mày. Mày chết tôi xong đi. Không mà, tao không chết chung với mày. Không có vô chung. Rồi, nguyên bộ tâm sinh nằm ba chết cha giữa nha. Linh miêu nhảy qua xác chết, quỷ nhập tràng. Chạy liền. Chạy liền. Cái này ghê quá. Cái đó là thiệt hay ảo nữa vậy? Thiệt hay ảo vậy? Nó là thiệt hay ảo vậy? Nó là thiệt hay ảo? Ảo giác. À, phải là ảo giác không? Tin tao đi. Ảo giác. Ảo giác đúng không? Lâm ơi. Dạ. Có cái giải quay rồi. Đi mày nói. TV. Không được đâu, ông chủ không có cho đó. Trời ơi, mày sao vậy? Coi chút xíu rồi mà coi cho đỡ sợ. Mày hiểu không? Cũng được nữa. Coi đại đi. Đĩa này hay nè Long. Đĩa gì vậy? Cái chết của hai thằng bảo vệ. Cho qua. Ủa vậy hả? Đĩa này hay nè. Đĩa gì? Đêm cuối cùng của hai thằng bảo vệ. Cho qua luôn. Cái đĩa khác đĩa, đi. Đĩa này mày chịu. Đĩa gì? Một ngày nắng ấm. À, được. Sau khi hai thằng bảo vệ chết. Mày kiếm cái đĩa nào, đừng có đụng tới security đi. Rồi, cái đĩa này luôn. Ừ, vô entertainment nha. Rồi, entertainment. Trời ơi. Mày biết cái gì không? Biết gì? Xác chết trở lại. Chắc không sao đâu, chắc không sao đâu. Sao đâu. Mấy cái con ở trong cái phim đó, trời ơi, nó lo ngủ. Ngủ mà ngủ si mê. Ngủ mà. Nó dậy rồi. Mày khùng quá, nó dậy, nó còn ngủ dậy cả rừng nè. Ê tao đây, tao đây, tao đây. Ê, sở thú không vậy? Rồi. Ê, bấm lại thử coi. Ê, cái gì vậy Long? Nó ghê. Trời ơi. Tao biết rồi. Cái TV này là TV 3D. Coi cái gì là thấy cái đó, nên ông chủ không ít kỷ, không cho mình coi. Trời ơi, hàng chi không cho hai mình coi. Coi cho tao. Không cho coi, coi tao. Coi cho tao. Coi nữa. Coi cái này đi mày. Coi cái gì? Cải lương tuồng cổ. Ê, cái đó hay nha. Hay. Tuồng gì á? Tuồng gì tao cũng không có đọc nữa. Thôi kệ, có coi cái lương coi thì vui chứ. Được rồi. Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long xin hân hạnh giới thiệu vở diễn Hoàng hậu không đầu. Sửa đi, bà nên sửa cái đầu bà lại đi. Rồi, bà ơi, bà không chịu luôn. Bà mà không chịu, tụi tôi đập đầu, tụi tôi tự giận với bà coi. Đúng. Đừng lìa trần gian, chờ ngày tương lai. Người hiền bình an, kẻ gian tì nàng. Hoàng nương ơi hỡi, thương bà quá.
đi làm kiếm cơm. Tôi dám cầu xin tha, không tha là tôi la. Tôi la mỗi người ra, khi ra là biết ngay bà là ma. Còn đây là bảo vệ mời đi làm hôm nay, có một chiều một đêm con xin bà thứ tha, gắn cây đầu vô để tụi con bớm sợ ma. Sa la la, phải gắn đầu vô kìa. Trời ghê vậy. Nhớ rồi. Có sữa. Lấy ra liền. Có sữa. Lấy liền đưa cho bà đi. Đây. Có sữa tươi ông Đường uống đỡ nha. Rồi. Dạ bà. Dạ vô. À, không chịu vô. Trời. Khổ ghê. Giờ sao giờ? Đi ngủ đi. Trời bụng quá. Mày á Long. Thiệt. Cái gì? Mày ăn uống riết rồi mày ăn uống như hạm vậy đó. Mà mày than đói bụng hoài. Tự nhiên mày nói vậy. Nhưng mà tao không có đói. Rõ ràng tao nghe. Tao không có đói mà. Ủa mày không đói luôn hả? Tao đâu có đói. Mày không đói không đói. Vì ai đói ta? Tôi đói bụng quá. Trời đất ơi. Mày có mở tivi không vậy? Không có luôn, tắt rồi. Tiếng người phụ nữ. Chứ ngủ được đâu vậy? Mình chia ra mình đi tìm. Ờ, chia ra. Mày đi chỗ khác đi để tao đi kiếm cho. Mày sợ lắm Bảo ơi. Được, đừng có la. Tôi không phải ma. Tôi là người. Anh la, ông chủ không thức á. Năn nỉ anh mà. Anh ơi. Chị là người. Tôi là người. Tôi đói quá. Trời là người hả? Chị ơi. Được rồi, để tôi kiếm đồ cho chị ăn nha. Tôi kiếm đồ chị ăn đi. Chị ơi chị, nói nghe nè. Còn ổ bánh mì nãy con chuột nó ăn vụng lại, chị ăn đi chị. Cảm ơn không? Trời ơi, quá chị. Chị ăn gì chị muốn ấy chết. Không có nước, kiếm rồi. Không có nước. Thôi rồi, chị ăn đỡ kìa. Tôi cảm ơn. Chị ăn đỡ. Rồi. Chị ăn nói chưa? Tôi nói rồi. Chị bình tĩnh, chị nghe tôi hỏi nè. Chị là gì của nhà này vậy? Tôi không có lạ gì của nhà này hết á. Chứ tự nhiên sao chị trong này? Tôi nói mấy anh nghe nha. Hồi chiều á, tôi lén tôi trốn ở trong đây nè. Xong tôi đợi đêm xuống, không có ai ở đây nữa. Cái tôi lén ra, tôi ăn trộm cái gì đó, tôi ăn cho no cái bụng. Cái tôi mở cửa, tôi thủng thẳng, tôi đi về nhà, tôi ngủ không giấc. Tới sáng hôm sau tôi thức dậy, tôi thư thả, tôi đi làm. Ủa? Ô tà. Tính ra chị là ăn trộm mà đổi lốt thông nữ đó ha. Ủa, không, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu. Làm nhiều lần luôn hả? Làm vậy là bậy đó chị. Đúng rồi. Không. Ủa mà làm vậy là bậy hả? Đúng rồi. Trời ơi, cảm ơn hai anh nha. Hai anh tốt quá. Hai anh nói vậy tôi mới biết làm vậy là không đàng hoàng á. Chứ mấy anh bảo vệ trước gặp tôi nhát một cái là bỏ chài không à. Trời ơi trời. Đi giỡn. Chị giỡn gì á? Phải giỡn không chị? Đi giỡn. Dạ, là người. Là người đúng không? Là người. Xác định là người. Của kiếp trước. Sợ thiệt á chị. Đánh đặt ai? Tránh. Từ. Mày tránh ra. Mày đi đâu mà mày lủi vô trung tâm vậy? Cái chân nó điều khiển đó cơ. Thì mày điên quá. Chạy cửa này. Tôi là người mà mấy anh làm gì vậy? Chân chạm đất. Chạm đất là sao? Có chân chạm đất là người. Tôi là người thiệt nè. Tôi đụng mấy anh được nè. Thì chắc ăn chị là người. Nè tôi nhảy được nè đó. Trời ơi chị là người rồi. Mừng quá. Chắc kiếp sau á anh. Anh này anh dễ xỉu ha. Giỡn trời ơi. Chị quá nổi giờ giỡn gì kỳ vậy nữa đêm luôn. Đúng rồi đó, sao chị giỡn quá vậy chị? Không á, tôi gặp mấy anh tôi mừng quá. Tôi giỡn mấy anh đừng có trách tôi tội nghiệp tôi mà. Chị giỡn gì kỳ vậy? Thôi chị đi về đi. Đi về đi. Vậy cảm ơn mấy anh nha. Đi về. Tôi làm việc. Cảm ơn mấy anh. Mệt ghê. Ủa, sao khóa cửa vậy nè? Cửa đâu mở được đâu mà. Sao khóa cửa vậy? Ai khóa cửa vậy? Mở cửa ra. Đây nè. Mở cửa cho tao. Mày mở cửa ra cho tao.
mở cái tay bà ra. Chị, mở cái tay bà ra cho tao. Chị, chị làm cái gì vậy chị? Chị bình tĩnh coi. Cái gì mà chị la làm vậy? Lên hồn. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Lên hồn. Con này hả chị? Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ủa? Con này phải không? Lâm ơi, không lẽ con búp bê với bả là một? Lên, tao không tin. Như vậy là chật khớp bà, để tao xả khớp cho chị. Đừng làm gì, chết thiệt lắm, đừng có làm gì nữa hiểu không? Cái gì? Tiếng gì vậy ta? Không biết đâu. Ông chủ. Trời ơi. Ông chủ á, ma quỷ, linh hồn. Trời ơi, cái gì vậy? Nè. Ủa chị à, nè. Ủa chị ơi, cửa này coi sao? Chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi. Ủa sao, bức bê. Long ơi. Bê là sao ta? Cái gì vậy Long? Linh hồn, búp bê. Ông chủ, không lẽ ông chủ đã sát hại cô gái rồi giam cầm linh hồn của cô ta trong búp bê? Nếu vậy ông chủ là ác quỷ. Tụi bay đã gặp con nhỏ đó rồi đúng không? Con nếu như tụi bay đã gặp nó rồi, vậy thì hai đứa bay sẽ trở thành hai linh hồn trong bộ sưu tập đồ chơi của tao. Cái gì vậy? Lâm ơi! Chạy đi! Tao! Mệt lắm đúng không? Lâm ơi! Sao? Ly nước! Mày chạy đi đâu? Thân ba, tao đã nói mày bao giờ rồi? Dạ. Bao nhiêu lần rồi? Dạ. Không được, đồ chơi đồ chơi, không được mở TV. Tại sao vậy? Tại sao tao không thể biết linh hồn của mày? Tao được chơi của tao. Tại sao vậy? Tại vì ông mày chính là đồ chơi của tôi. Sao vậy ba? Sao lúc nào ba cũng đánh con ơi đấy ba? Ba ơi, cho đi chơi ai hết á. Nhốt con trong nhà một mình. Chơi đồ chơi ba cũng đánh con. Mở tivi gọi ba cũng đánh con. Ba chỉ nhốt con một mình trong nhà này con sợ lắm, ba sợ lắm ba ơi. Con đi học á thì ba nói con á là không được ăn hiếp mấy bạn, không được đánh mấy bạn. Mấy bạn đánh con á, mấy bạn lúc nào cũng đánh con á, không ai chơi con á nữa. Thôi tụi mày á, lúc nào
tao có ăn hiếp tao hết á. Lúc đó tụi mày cũng kỳ thị tao hết. Tụi mày nói tao mập, tụi mày nói tao xấu, tụi mày muốn chửi sao. Còn bạn nữa, bạn biết đó là mình thích chơi bạn, lúc nào mình cũng bảo vệ bạn hết đó. Nhưng sao mình bị ăn hiếp, bạn không bảo vệ mình, bạn còn đứng bạn cười nữa, nên mình ghét bạn, mình ghét bạn, mình ghét bạn lắm luôn. Mình sẽ giam bạn ở đây mãi mãi với mình. Mày cười cái gì? Ai cho mày cười tao? Tao cấm tụi mày không được cười tao, không được cười tao, không được cười tao. Nó cười nó kìa. Chỉ có mày thôi, chỉ có mày là lúc nào cũng ở bên tao, chịu ngồi lắng nghe những gì tao nói. Nhưng mày chỉ nghe thôi, chứ mày đâu có trả lời được đâu. Tại vì mày là đồ chơi mà, chứ đâu phải con người đâu. Chánh ra, mẹ, mẹ ơi. Cái gì? Cái nào cũng rùng rợn, cái nào cũng có mảng miếng hết. Tình huống quá hay. Chào hai em, hôm nay hai em có một cái chủ đề rất là khó. Hồi xưa anh đi Cười Xuyên Việt là anh sợ nhất chủ đề kinh dị. Bởi vì đó không phải thế mạnh của anh. Chủ đề kinh dị này nếu không khéo thì nó sẽ bị dùng. Hai em đều có bài rất là xúc động và nó đều có ý hết. Trước tiên anh nói về bài của Phước Lộc nha. Hôm nay thấy Phước Lộc bắt đầu nhiều mảng miếng hơn và bắt đầu là tự tin hơn. Riêng về phần em thì ok, nhưng mà chỉ có cái là mình đang thi phiên bản này là cá nhân, chứ mình không phải thi phiên bản nhóm. Mà hiện tại là cái mảng miếng với lại cái câu chuyện á, em lại bị chia cho những người xung quanh nhiều quá. Thành thì cái câu chuyện của em nó bị chung với mọi người hết. Thì cái đó nó hơi bị uổng, chưa có focus được vô cái chính của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cái bài khúc cuối của em rất là xúc động, chạm vào trái tim người ta. Đó là một lời chúc mừng cho em. Cảm ơn. Còn bài của Bảo Bảo thì đây là một sự cảnh báo. Bạn chơi hết sức luôn rồi. Tức là bạn có nhiều chơi nhiều á. Bạn chơi kiểu này rồi bạn vô trong bạn chơi cái gì nữa. Phải nói là hôm nay em có một cái bài mà rất là xuất sắc. Em phải cảm ơn tất cả những anh chị đã giúp em ngày hôm nay. Một điều nữa phải nói luôn là các anh chị diễn chung với em diễn quá hay. Nâng em lên mà em là cái cục nhân ở giữa. Nhưng mà em lại rất là tốt, chứ không phải là mình bị lấp bởi những người xung quanh. Tiết mục này của em nó chạm vào trái tim của anh, chạm vào trái tim những người làm cha làm mẹ. Rất là sợ con mình nó phải bị cô đơn với những con búp bê, những cái con đồ chơi như vậy. Chúc mừng em thật nhiều. Chị sẽ nói bài của Lộc trước ha. Bài của Lộc cảm động không? Cảm động chứ. Nhưng nó quá dàn trải và Gia Bảo nó rất đúng. Mình không thi nhóm, mình thi cá nhân. Bản thân chị biết em rất rất là cố gắng. Nhưng mà mình làm cái gì cũng vậy, mình phải chỉnh chu. Nên qua cái bài này mình phải thực sự rút kinh nghiệm ha. Tới Bảo, thực sự là bây giờ không biết gì để nói nữa. Một cái bài nó quá hoàn hảo. Và đối với chị nó cực kỳ thông minh. Bài của em xử lý mọi thứ nó thông minh một cách khủng khiếp. Và chị phải gào lên hay quá hay quá. Tức là mọi thứ nó làm nó rất là match với nhau, rất là hợp với nhau, từ cái này tới cái này. Em liên từ bà hoàng hậu không đầu tới khi mà em giải thích là tại sao nó, em chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng mẹ em thì làm sao cái người phụ nữ đó có khuôn mặt, có cái đầu được. Và cái đề tài mà em đưa ra nó cực gần gũi và một cái hồi chuông thức tỉnh các bậc làm cha làm mẹ. Như Gia Bảo nói, nếu mọi người cứ buông con, chỉ cho con với thiết bị thông minh, con chơi với búp bê thì một ngày nó cũng như thế. Chị nghĩ cái chủ đề này không phải là kinh dị đâu. Cái chủ đề là chủ đề nóng nè, nóng của xã hội nè. Chẳng có gì kinh dị ở đó, những con búp bê không à. Cuối cùng nó là búp bê mà. Kinh dị ở trong đầu mình nè. Và cái điều mà cha mẹ không quan tâm tới con cái, nó mới là điều kinh dị. Và chị không nghĩ là khúc cuối em có thể lật bi một cách ngọt ngào. Anh Bảo nói đúng, em chơi như thế này thì vào em chơi gì nữa. Em đang tự đặt áp lực lên mình. Nhưng mà bản thân chị thích điều đó. Mình chơi là mình phải chơi cho tới. Cảm ơn em. Anh nói với Phước Lộc trước nha. Ở lần trước á, bài thi của em nó tương đối là nó đơn giản và có thể nói là anh chưa thấy được em diễn gì hết trơn á. Thì ở cái phần này, ít ra là anh được xem em diễn. Anh thấy em có cái sự đầu tư làm cảnh địa ngục, rồi làm này làm nọ. Và hôm nay không may mắn của mình đó là đối thủ là Bảo Bảo. Cái bài của Bảo Bảo ngày hôm nay không có gì để nói nữa. Em với Long quá đẹp đôi. Nói chung đợt này nha, em bùng nổ quá mức. Một động lực rất lớn cho Bảo Bảo.
khóc quá, mấy mèo nó khóc quá. Cảm ơn Minh Dự. Đầu tiên thì chắc là nhận xét về Phước Lộc, tiết mục của Lộc á, mèo coi mèo cảm thấy được cái sự cố gắng của em á. Khi mà người ta coi cái gì xúc tích á, người ta sẽ dễ chịu hơn những cái dàn trải. Thì cái tiết mục của em lại bị dướng vào cái dàn trải. Em thi thì hãy dồn vô cho em á, không cần phải kể câu chuyện cho tất cả những người khác. Bản thân em phải là người tỉnh táo để mà nhận ra những điều đó. Về cái phần lô tô, thật sự là mèo rất mong chờ khi mà em nói là em kêu lô tô, tại vì mèo đã từng chứng kiến em rất duyên trong phần lô tô, nhưng mà em lại chia hết tất cả mọi thứ cho mọi người. Tuy nhiên em vẫn có những cái mảng miếng rất là thú vị. Em có những khúc rất là thoải mái, nhưng có những khúc em bị co cụm lại. Phải luôn giữ cho mình cái sức khỏe. Muốn có phong độ thì mình phải có sức khỏe, có sự sảng khoái trong đầu của mình. Giữ sức khỏe nghe em. Yeah. Tiết mục của Bảo Bảo chắc không cần phải nói nữa, tại vì mấy anh chị đã nói quá nhiều. Bản thân của mèo khi mà xem Bảo Bảo nhìn em có ngủ sự rất như em sẽ ngủ bất cứ lúc nào vậy đó. Nhưng mà khi mà em diễn tiết mục hồi nãy á, mèo nhìn không rời mắt luôn. Bởi vì cái thần sắc của em, cái hồn của em trong cái nhân vật nó rõ ràng kinh khủng lắm. Cái nội lực của em rất nhiều. Và em phải cảm ơn ekip em 100.000 lần, bởi vì mỗi người, mỗi bước chân đều tạo nên tiếng cười. Và đây mới thật sự là một tiết mục cười xuyên Việt, đúng không quý vị? Thật sự luôn. Nó rất vui, rất thông minh và nó độc đáo, đáng nể. Chúc mừng em. Dạ, em mời giám khảo Kiều Anh. Bây giờ cho chị nhận xét ngược lại nha. Chị nói Bảo Bảo trước đi. Em hôm nay trong lòng chị cũng giống như ban giám khảo, cũng giống như khán giả có mặt ở trường quay, thì em là quán quân của tập này. Được chưa? Nhiêu được rồi ha. Rồi nói nửa dư. Giờ tới bên anh em Phước Lộc, em cũng có một cái duyên dữ dội lắm đó, nhưng chị sẽ không bao giờ nói nữa. Và chị muốn những cái nhưng đó hãy đặt cái dấu chấm hỏi trong đầu em. Nếu vào được vòng trong thì em hãy bắt đầu khai thác tất cả những chữ nhưng với chị. Vì chị biết em là một diễn viên có tự trọng, có ganh đua, chứ không phải đơn giản. Hai từ đó thôi chị tặng cho em, nếu có đi hãy ganh đua và hãy là một diễn viên hài tự trọng khi mà tham gia vào chương trình Cười Xuyên Việt. Hiểu ý chị nói gì? Phải hết sức mình thêm nữa. Được chưa? Rồi nhiêu thôi. Xin cảm ơn giám khảo Kiều Anh. Dạ, con mời thầy. Lộc giống như anh Gia Bảo, cảm xúc của thầy ngày hôm nay coi con á, là con bắt đầu lột bắp cải rồi. Củ hành lột ra rồi. Bây giờ nói kỹ là củ hành hay bắp cải, hai cái đó nó khác. Nói chung nó cũng giống nhau, nó có mỗi một quả đó. Mà bây giờ anh muốn nó lột cái gì? Lột củ hành cay à? Cái không cay. Ừ, cái cay và cái không cay. Ý em nói là anh muốn gì? Cái củ hành. Củ hành đi, ok. Củ hành là... có thể đối với con ngày hôm nay đó bị cay chút xíu, nhưng mà con đã lột ra được rồi. Thầy chờ con đột phá. Thì hôm nay con đột phá trong lòng thầy rồi. Còn Bảo Bảo thì thầy không nói gì cả. Thầy chỉ đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc không phải chỉ một mình con, mà thầy hạnh phúc vì cái team của tụi con đã hợp sức với nhau và làm theo những gì thầy đã dạy. Có nghĩa là tụi con phải đoàn kết, tụi con phải yêu thương nhau thật sự. Thầy cảm ơn cả team. Thầy còn cảm ơn cả team, thì bản thân con phải biết ơn cả team của con nhé. Ok, cảm ơn con ngày hôm nay. Cảm ơn, cũng cảm ơn Lộc luôn. Dạ yeah. Hết thời lượng nhận xét, chỉ còn thời lượng tập luyện cho vòng sau. Và bây giờ là tổng số điểm của thí sinh Phước Lộc. Ở vòng này Phước Lộc được 56 điểm. Phần thi của Bảo Bảo, nếu như hơn điểm được giải thưởng nóng, mà nếu như 60 tròn thì nghiễm nhiên dành 5 triệu của ban tổ chức. Và ở vòng này rất tiếc là ban tổ chức phải mất 5 triệu vì Bảo Bảo 60 điểm lận. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Vinh dự xin chào và hẹn gặp. Em xin tự giới thiệu, em là con em. Sở trường của em là hát nhạc đám ma nên mọi người hay gọi em là bóng ma. Còn em là con chị, biệt danh là cô bé giỏi hờn. Chiều cao của em là 1m73, số đo bao vòng 90-60-90. Quê em ở Long An và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Trời ơi, sao đồng bọn cứ hại nhau hoài vậy ba? Chúng mày đang trong vòng nguy hiểm mà còn làm hết hồn nữa, thiệt luôn. Sao, ổn không? Nãy giờ tao trốn vợ tao muốn chết luôn á. Trời, mỗi lần đi nhậu hay trốn vợ mày khổ ghê. Ừ. Ê, cái gì vậy? Đau. B
Bị cái gì? Qua té xe. Trời ơi, đâu biết đâu. Ừ. Trời ơi, mà hồi đó giờ á là... Đau. Cái gì vậy? Qua té xe mà, kỳ ghê. Mày làm gì mình mày bị thương tùm lum. Trời ơi, tao nói mày nghe nè. Hồi đó giờ đi nhậu, đi chơi với nhau, bạn bè. Nói thôi, ừ. Bạn bè với nhau, có bao giờ mày rủ đi nhậu đâu, nay đòi bao tao nữa vậy? Tại hôm qua tao té xe. Ủa mà té xe đi nhậu? Té xe mới được đi nhậu. Mày đừng có nói mày lấy tiền thuốc của người ta xong mày đi đem đi nhậu nha. Đúng rồi, hôm qua tao nói với vợ tao là cái đứa mà đụng xe tao xong nó chồng cái dèo. Không có tiền thuốc gì hết, bây giờ nó đền cho tao 6,5 triệu. Trời. Tiền thuốc của tao vợ tao lo đi nhậu. Cái gì? Anh chào vợ. Chào em. Mới nghe nói cái gì có dính tới tiền. Không, anh nói là tiền thuốc của ba Nguyên là để vợ của ba Nguyên lo. Ê! Cái gì? Ý mình nói má tao hả? Ừ. Ba mày đang bệnh. Ba anh bệnh hả? Ừ. Bệnh ba bệnh gì vậy? Liệt dương, bệnh liệt dương. À liệt dương. Ê! À liệt dương. Ừ. Ồ vậy hả? Cho em gửi lời thăm ba anh nha. Ừ, cảm ơn em nhiều. Còn ông? Hả? Có giấu giếm tôi gì không? Không, không có. Có không? Không có. Giơ tay lên. Có 10,000 à. 10,000 cũng là tiền. 10,000 có thể đưa mua được một chiếc xe hơi, một căn nhà để sống với vợ bé, có mèo đúng không? Trời ơi. Em nghĩ sao 10,000 Việt Nam đồng mà anh có thể làm được nhiều thứ vậy? Mua một tờ giấy số trúng 1,5 tỷ là làm được tất cả. Thật thù. Đi thăm bệnh rồi về nhanh. Trời ơi, cái con vợ mày suy diễn mà nghe muốn suy nhược luôn trời. Nó đi rồi, bây giờ lẹ, tranh thủ đi nhậu lẹ rồi về, lẹ lên. Ê, nhưng mà... Tao có tiền. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Một xe như nứa trên đường vẫn qua màu, người già thăm đến câu chào nói xôn xao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Lady and gentlemen, xin chào mừng tất cả các bạn đã tới với quán nhậu hai chị em, quán nhậu Tĩnh Làng. Em xin tự giới thiệu, em là con em, sở trường của em là hát nhạc đám ma nên mọi người hay gọi em là bóng ma. Còn em là con chị, biệt danh là cô bé giỏi hờn. Chiều cao của em là 1m73, số đo bao vòng 90, 60, 90. Quê em ở Long An và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá, cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Và với hai sở trường trời phú đó, hai đứa em đã quyết định mở quán nhậu. Vô mấy anh chị em ơi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Dạ, ở cái quán này có hai chủ quán lạ lùng lắm đi. Ê, quý khách. Dạ em mời anh ngồi. Dạ. À, đau. Đụng, đụng vô vai đau quá anh. Ừ. Đụng đây có đau. Ê, em có thể anh đụng tất cả trừ cái lưng của anh, sự sống còn của anh nằm ở đó nghe. Rồi dạ, bây giờ ở đây có món gì ngon nhất? Ở đây có gì ngon không? Dạ đây có em rất là nhiều món ngon. Hải sản tươi xanh. Dạ, rau sống tươi xanh. Heo tay xanh. Ê, bị điên hả? Ý em là cái tai heo em đặt trên lớp rau sống màu xanh nên bọn em mới gọi là heo tai xanh. Thôi bây giờ á, mang hết cho anh những cái món gì ngon nhất vào một thùng bia, lẹ lên ha. Dạ rồi, vô chuẩn bị đồ đi cưng. Dạ, tới liền. Bữa nay nhậu cho hoành tráng. Ê, gì? Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày chắc mày có tiền trả không? Yên mày tâm. Mày kêu chứ tao là không có tiền rồi đó. Cái gì? Không có tiền à? Không có tiền mà dám vô quán nhậu à? Đừng có giỡn bạc với con này nha. Cái chuyện bóp là chuyện bình thường, anh không xài bóp. Ở trên người anh chỗ nào có vết thương chỗ đó có tiền nha. Ủa mà anh ơi, tại sao tờ tiền của anh nó lại có máu nè? Đồng tiền xương máu của anh đó em. Bây giờ ở trong quán này là cái quán nhậu Tĩnh Lặng. Cuộc đời anh thích cái gì Tĩnh Lặng, chứ ở nhà con vợ anh nó ồn lắm rồi nghe. Dạ. Anh muốn bao trọn cái quán này, em nói anh không có tiền hả? Nè cái bàn bên này, cái bàn bên kia luôn nha. Bây giờ tôi bao trọn quán, tôi yêu cầu mấy bạn đi qua chỗ khác nhậu nha. Cái gì? Ba đâu có tưởng mày là đứa nào? Mày đứa nào mà vô đây mày phá quán đúng không? Mày mời hết khách của tao rồi, mai mốt khách ra đâu mà tao bán hả? Tôi trả hết hai cái bàn này. Chưa hết, tôi còn bo thêm cho mỗi người 200,000 rồi cầm đi qua quán khác nhậu cho tôi.
Dạ em cảm ơn anh ạ. Không, anh bo cho hai người mấy người này chứ anh không bo cho em. Em vẫn cảm ơn anh ạ. Anh đã nói anh bo cho những người này không bo cho em. Tại mấy đứa này là nhân viên quán ế quá, em bắt chúng nó ngồi thì người ta không biết là quán ế. Trời ơi anh... Mày chơi ngu hả con? Lỡ bo rồi mình đại gia mà. Dạ, 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 dạ mấy mà sao? Rồi ok. Bây giờ nghe, anh tuyên bố với tất cả tụi em, anh không có muốn ngồi nhậu mà anh muốn ăn nằm. Cái gì? Trời đất ơi, tôi bán lẻ cho tôi không có bán thân ra chưa trời. Tôi không bao giờ, không bao giờ tôi lại mấy chuyện đó. Má ơi má. Bớt bớt giùm nghe, cỡ má là chỉ có đi bán thận thôi chứ bán thân là không ai mua nha. Ở đây tôi nói ăn nhậu như đế vương, ăn nằm như đế vương. Hả? Ăn nằm đế như đế vương hả? Ôi, ăn nằm như đế vương là con chó nghe. À, ý của anh là anh muốn anh ăn nằm như đế vương, đế vương, đế vương. À, ăn nằm như đế vương dễ quá mà. Muốn đế vương có đế vương. Anh còn muốn thêm văn nghệ nữa. Muốn văn nghệ có văn nghệ. Mấy đứa lên vô. Đó, như vậy anh chịu nè. Ôi, dữ vậy. Bưng con tiện tì này ra chém. Ủa mắc gì chém em anh? Anh đã nói với em rồi, cuộc đời của anh thích tĩnh lặng, con vợ của anh ở nhà nó ồn lắm. Anh vào quán tĩnh lặng là để kiếm không gian tĩnh lặng, một không gian thật vô thường. À, đi mấy đứa đi. Vô thường là sở trường của em. Tấu nhạc. Trời ơi cái gì vậy, cái gì vậy hả? Mày trời ơi sao? Mày bỏ tiền cho tao ăn đồ cúng là sao hả? Từ từ tránh ra. Cái gì hạ quyệt, cái gì hạ quyệt hả? Hạ quyệt con mẹ này. Em hạ quyệt con mẹ này liền. Đưa con mộng biển này về biển, lẹ lên. Cái quán của em là một cái quán cực kỳ phức tạp. Anh vào đây là anh tìm không gian tĩnh lặng mà quán của em nó biến thái. Có bây giờ tính tiền để anh đi về. Rồi, tính qua tính quán khác nhậu. Chị ơi tính tiền, chị ơi tính tiền hả em? Dạ. Rồi tính tiền. Dạ nhiều. Phục vụ văn nghệ mệt quá. Dạ tổng cộng là 5 triệu. 5 triệu. Ở trong đây nè còn 6,5 triệu nè. Mày lột ra mày đưa cho tao tao. Lột ra. Lột đi anh. Rồi xong. Đó đưa tiền cho người ta đi. Đau quá. Nghĩa là 6,5 triệu hả? Không, cái nào lột, lột. Đưa. Làm miếng 3,250 triệu quá hả? Cái gì? Mấy đứa không có tiền nghe. Chế ơi, không có tiền mà chế. 83 triệu đi. Hả? Trời. 83 triệu điện là cái gì? Muốn biết cái gì? Xem đi rồi biết. Món thứ nhất, mái tóc người thương cạo đầu bôi vôi. Em chọn món hai. Món thứ hai, hàm răng trăng buốt bẻ răng còn nú. Em gọi món ba. Ê, cái này em chơi được nè, cái này chơi được nè, hai cái banh lông quá. Hai cái này em xây được, còn không đánh đấm làng được. Ừ, em chọn cái này, em chọn cái này. Hình tượng đi. Dạ, thì cái này là hai cái banh, hai trái banh. Ừ.
Em đây đầu em lại hai chị. Chị ơi, vợ em chưa có con mà bây giờ anh cầm hai trái bóng bàn này như nói vậy. Nói mày, nói liền. Nghĩ gì trong đầu, nghĩ cái gì trong đầu, nghĩ bày bà trong đầu mà tát chết nha. Giật cái khăn ra nói cho nó biết. Ê! Ui vợ. Quen không? Ba 5 triệu đúng không? Bài đặt dán vô bông băng đồ ha. Nè, nhớ nghe chưa? Đừng bao giờ giấu giếm tôi nghe không? Các em Hà Huyền. Trời ơi, trời ơi, vợ ơi, vợ ơi, đừng Hà Huyền anh quá sao vợ ơi. Và bây giờ thì ý kiến của chị Việt Hương như thế nào ạ? Trời ơi, các bạn biết không? Các bạn mướn đâu được ấy. Dương Thanh Vàng, Mạc Văn Khoa. Trời ơi, cái quán nào mà nó chứa chấp hai đứa em thiệt á. Cũng biết được. Mà chị cưng nhất lúc là múa đó, hai bà ra hai cái quần sa tren trắng thấy cưng dễ sợ luôn á. Chăm chỉnh chu mà kỹ càng từng chi tiết. Đến khi mà em vô, chị biết chắc đó là em, nhưng mà em thay từng đôi dài luôn. Chị để ý rồi, hồi nãy mang đôi dài màu trắng, gót gỗ em ra, em lấy tiền. Khi em thay một cái đồ, em thay luôn đôi dài để người ta không đoán ra. Tôi thiệt các bạn, đây là một cái tiết mục đi diễn để bán vé, chúng có thi cử vậy trơn trời á. Đây nè, ảnh mê nãy giờ nè. Và anh nói là anh ước ao lấy được Mạc Văn Khoa với Dương Thanh Vàng. Hôm nay tôi nói là cái nhóm ngũ sắc thực sự là xuất sắc cái gì, nhưng mà vẫn đứng sau các bạn một chút xíu. Mạc Văn Khoa tôi nói trước thì bạn nhắc nhở tôi đến một cái loại rau cải mà gọi là cải quý đó. Quỷ cái đó. Quỷ cái. Theo tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cái màn diễn xuất sắc nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Điều thích hồn chân thành, bạn nghĩ sao? Nãy giờ đang tụt huyết áp. Thôi xong, hai con này nó giống như hai cái con hát bạch vô thường âm dương chứ địa ngục nó trồi lên. Tụi em là cái trời ơi thiệt á, giống như trời ban tụi em xuống đây vậy thiệt á. Tụi em là yêu nghiệt. Trời ơi, bà Dương Thanh Vàng bữa nay bà ra bà còn đi mũi cứng không, bà đi cái chân trời ơi vậy. Rồi đẩy bà vô, bưng bà vô là bà hình bà chân, bà làm bà quạt chân, bà đứng hình bà cao, bà đứng thế một nữa chứ. Cái tư duy hài của các bạn quá tốt. Các bạn làm cho người ta sôi nổi liên tục trong vòng mười mấy phút với một cái chủ đề thực sự ra nó không có cái gì để nói đó. Bữa nay nếu các đội kia là xuất sắc thì xui cho họ, các bạn xuất thần. Nhưng mà quan trọng là kịch bản mình có tốt, mình dặn dựng có tốt đi nữa. Hỗ trợ của diễn viên. Tại sao em nghĩ được hai cái con bằng nhau mà nó ốm như nhau, mà nó ghê gớm, mà nó khủng khiếp. Mà chị coi, chị quay qua chị nhìn thấy da gà của Thành nó nổi lên từng đợt vậy nè em. Làm sao giờ tôi làm sao, có cách nào mà tôi mang hai bạn ta về nhà tôi làm niềm vui ta. Và bây giờ giám khảo Trấn Thành, giám khảo Việt Hương cũng 10 điểm. Và bây giờ là điểm số của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. 10 nha. 10. 10. Và bây giờ là số điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta dành cho đội Xém Cười. 9 điểm 9. Hai mươi ba tháng chạp chủ đầy táo, nay mình làm gì vậy? Không có làm táo. Chứ mình làm gì? Mình làm người bình thường thôi à. Người bình thường sao ăn bạn dữ dần vậy? Dạ đẹp á. Nói chung á là làm về những người buôn bán đồ để đưa ông táo. À, bán vật phẩm mới đưa ông táo, cúng ông táo. Đúng rồi. Mình bán gì? À, cò bay ngựa chạy nè, nhăn đèn nè, cá chép nè. Không có cái đó thì sao đưa ông táo về trời được. À, bên đây bán gì? Bán gì hỏi anh chi? Ủa, ta mua ta mới hỏi chứ. Thì chuyện nào mua rồi hỏi. Chuyện giờ mua nè. Ừ. Bán gì? Bán gì hỏi anh chi? Dở thôi, mệt quá à. Bán đồ đưa tới trời luôn. Bán đồ mà dở mặt quá. Ủa chứ giờ kể rồi lấy gì coi. Trời ơi, dữ khó. Bây giờ kể lấy gì coi. Vậy hôm nay mình cúng á, mình đưa ai lên trển để tâu lễ Ngọc Hoàng vấn đề mình muốn. Đưa dự á.
đúng rồi, hay á. Nè, ở bên đây mặt người ta hiền, ta nói chuyện bình thường, ta cúng cá chép, còn bà thả cá sấu, bà hiểu không? Mình nói chuyện hiền hòa lại. Ủa thì đưa Dự lên, cái miệng Dự hay, cái miệng Dự nói điều hay ý đẹp thì Dự lên Dự tao cho nó hay, à, đúng nịnh, không? Nịnh quá. Ý của Phước á là nói là bây giờ thay vì giờ đưa ông Táo thì bây giờ người dân mình cũng có thể lên trển để gặp Ngọc Hoàng, để tâu với Ngọc Hoàng. À là thay vì đưa ông Táo, đúng rồi, mình đẩy dân thường lên luôn. Đúng rồi. Sống trong hoàn cảnh đó, đúng, báo cho nó sát thực tế phải đúng không? Đúng vậy. Rồi. Bây giờ vô chỗ ngồi coi đưa dân thường là đưa ai lên, rồi tâu trình vấn đề gì. Rồi, bắt đầu đi. Dạ. Đưa ông Táo mau đến đây mừng ngày hai ba, bánh nhang thơm cùng hoa hoa ngọt, mừng vui tiếng ông lên trời. Con kính mong ông về phù hộ cho con làm ăn ngon. Vô thầy Minh, chị Oanh, thọt lệ Long Đồng Nai, mèo ca sĩ ông Địa, ê Gia Bảo. Hôm nay 23 tháng chạp con rước ông bà bay về chầu trời. Gia cảnh cuộc sống vất vả nên lễ con cúng cũng đơn giản thôi. Quần áo mũ mã luôn vui tươi để ông bà mặc nhìn chơi bời. Cá chép con đang cho tập bơi chỉ chờ ông cởi bay lên trời. Tiền Việt hay tiền đâu, euro con đều có, yên tâm để con lo. Cúng thêm cho ông cho bà cái smartphone cho ông bà chơi. Trên đường có buồn giá coi cười xuyên Việt nha ông bà ơi. Ông bà, ông bà ơi vô. Ông bà, ông bà ơi vô lên trời. Phù hộ độ trì con ông bà ơi, ông trời. Ý, ông bà, lộn. Đấy, chị em tiểu thương dòng họ, lui vô đi, để tôi giải quyết con này. Làm gì căng, làm gì căng. Ê, trăm người bán vài người mua nha. Vô, 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 vô. Ê, mày sao vậy? Gì? Sao tao bán đâu, mày cũng đi theo tao hết vậy? Ủa, mày mắc cười quá, tao không bán đâu, tao bán chứ. Nè, nói hồi quýnh mày luôn á. Ôi mày vô duyên quá, tự nhiên cái tối mày đòi đánh tao, tao muốn bán gì cợi tao chứ. Mà tại sao mày cứ bắt chước tao, mày bán giống tao, mày làm cái gì cũng giống tao hết vậy? Tao thích. Có mình mày biết thích hả? Ừ, nhưng mà thế mà tự nhiên cái mày nạt tao. Tao nạt mày sao? Mày là buôn mai bán đất á. Mày là cái thứ mã đáo thành công. Trời, mày là dạng sự như ý. Mày là cái thứ là trăm năm hạnh phúc. Trời, tự nhiên chút người ta cái chút trăm năm hạnh phúc à. Thích đó. Mày thiệt á, mày tao nói mày là cái đồ là gì? Cái giờ Xuân đã đến bên em á. Giáng Xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Ê, cùng người cùng tôi vô Xuân à. Cùng đón Chúa Xuân đồng trái. Chích cái tùm á. Hôm qua sắc hồng. Chích cái bên đón đó. Chúa Xuân đồng trái. À vô. Hôm qua thồn thức. Thức không có thức hả? Mày không thức, tại sao mày không thức? Tao không thức rồi ai bán cho tao? Bây giờ mày muốn gì? Muốn đấu với tao hoài vậy? Ủa chứ tao không đấu với mày, tao đấu với ai? Mày khùng hả? Tao mày là phải đấu với hai kia. À tao hiểu rồi. Hai bạn coi chừng tụi mình đó nha. Chừng á nha. Rồi giờ buôn bán được chưa? Buôn bán được rồi mày. Rồi mày không bán gì mày bán kệ. Mày bán gì kệ mày chứ, trời ơi, cười quá. Điên quá à. Thiệt. Tao không có giỡn với mày nha, mày không có được nè. Ê con ơi. Ê. Con giả dối dễ sợ luôn á. Ôi da, sao con đụng chú gãy xương sườn vậy con? Con ơi con. Không, này không còn. Đúng rồi, người chị ơi. Tại sao người chị vô chợ mà người chị lại đi phân khối lớn vô vậy? Ủa vậy, trời, cô chú nói kỳ vậy, con là con nít. Thôi nè, bà em. Bà nè, ý là chị ơi, chị đừng có giả con nít hiểu không? Mặt vậy mà sao giả con nít nữa? Không, con là con nít thiệt. Nít á hả? Trời, cái tiếng dễ thương ấy hả? Cái tiếng như nít. Mà sao cái mặt người lớn mày có giả con nít rồi mày? Tao giả vô mặt mày nha. Tự nhiên sao người lại giả mặt tao? Con nói con nít thì tin đi. Tin không? Chị phụ huynh ơi. Ê, không phải. Trời, con bé ơi. Dạ. Cô hỏi nè, năm nay con nhiêu tuổi rồi? Con mới 8 tuổi 75. 8 tuổi. Cái số tuổi nó xong nó nói như số điểm vậy mày. Không, tao nghĩ là nó sinh tháng 8 năm 75 á. Trời ơi, mày ác quá à. Chị nó bằng tuổi mẹ tao rồi. Trời ơi, mày cười thiệt con này. Ê, nó không, sao á, con kia. Ê, em yêu anh.
mày nói gì vậy má? Em muốn cưới anh. Trời trời đánh tao. Yêu em không? Không khùng á. Yêu em đi. Đồng tao nó xa lánh tao. Mày điên quá con này. Cưới em không? Không con mày con này. Ê! Cá chép chứ đâu phải cá hồi, mày muốn ăn sống mày. Trả cá tao. Ê! Ê con cá. Chết. Bọn mày con. Bọn mày con. Mày trả. Chú. Mày trả cá. Ê! Cái gì? Nó chết rồi. Trời đất ơi, tôi chưa buôn bán gì, ẩm cá tao chết đền mày. Hả, con có biết đâu. Tự nhiên nó nằm trong cái thao, cái tự nhiên con giặt, cái tự nhiên nó chết. Đúng là loài cá tự nhiên. Không có cái gì mà tự nhiên như mày nói hết nha. Bây giờ nè, con cá tao là bán để đưa ông Táo về trời. Còn Mạnh sống sẵn sẵn. Mà bây giờ mày làm nó chết thì mày đền đi. Thì năm nay cho ổng đi bộ đi. Đền mày. Không có đi. Tao nói đền. Cái già này. Con cá thấy còn sống nha, còn ngáp ngáp nha, đi qua đây con. Cá còn ngáp, để nó đền chú chứ. Lừa đảo hả, lừa lưỡng nít vậy. Lừa ta. Quá đáng lắm đi chưa. Thôi nín con, ăn bánh đi con. Nè ăn bánh đi, thôi cô thương nè, không có khóc. Cô này dễ thương nè. Ừ, ăn bánh đi con. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Rồi, 30 nha con. Tối là 50 nha con, phí dọn dẹp nha con. Chứ cô mời con ăn mà. Ê, cô mời con ăn chứ cô đâu nói, cô không tính tiền con đâu con gái. Ôi gì kỳ vậy, nhưng mà má con kêu con đi chợ. Má kêu đi chợ hả, trời ơi dễ thương quá à. Cô được cứu ông Táo con. Đúng rồi. Cô đố con gái nha. Dạ. Mình cúng ông Táo là mình cần gì? Cúng ông Táo. Đúng rồi, con đúng cá. Rồi, con cần con cá. Mà cô nói con nghe nè, con thử suy nghĩ nha. Nếu như á, con là con cá. Dạ. Con đang đi ở trên đường. Cá sao đi trên đường? Con là con cá, con đang bơi trên đường. Trên đường sao bơi? Con là con cá, con đang bơi trong hồ. Sao bơi? Ê, tao nói đúng rồi nghe. Con là con cá, con đang bơi trong hồ. Rồi người ta bắt con về, người ta đem cúng. Con có vui không? Sao gì đâu, bình thường mà. Cúng xong mình về thỉnh xuống ăn. Không được vui. Hả? Không được vui, bị bắt không được vui. Không, bình thường mà đâu bị đâu. Bị bắt không được vui. Buồn cho cô. Chạnh lòng quá. Đúng rồi. Bởi vậy cô nói con á, con đừng có bắt cá sống về con nuôi. Cô có cái sản phẩm này nè, đặc biệt lắm. Gì con trời? Mua cái này về á. Đó, xong rồi con quá thân làm con cá nè. Con thấy không? Con thấy không? Con quá thân làm con cá nè. Hay á cô. Đó. Đó, đúng rồi đó con. Tận vậy rồi cúng xong rồi ông Táo cởi con về trời luôn. Rồi tao cởi mày về luôn. Con nói một tiếng trả lời một tiếng nó không nhịn trời. Nhưng mà con phải đi chợ mua đồ cho mẹ con. Con mua cái gì? Mẹ con kêu mua trứng. Có trứng gì? Trứng gà. Nhưng mà đây con cá đẻ ra con gà mẹ. Mua con cá nào đẻ ra con gà hết á mày. Con cá đẻ ra mày được luôn á. Con miệng quá trời, nó không nhịn tôi tiếng nào luôn á. Lại trễ rồi. Mua đi con. Không được, con mà mua của cô là mẹ con đánh con chết. Con mà không mua cô cũng đánh con chết đó. Ôi. Nhưng mà bao nhiêu? 120. Trời ơi dễ thương quá à, mua đi con. Đó. Dạ chắc là mẹ con thích nha. Ừ mẹ con thích lắm. Gọi đi đây. Dạ. Gọi đi về đi con. Ơi, con nha. Quá. Mẹ mình kêu mình mua trứng mà mình mua được con cá, chắc mẹ mình tự hào lắm đây. Về mà mẹ mày không đánh mày tét đầu tao con mày á. Nè. Thiệt tình. Mày mốt mày lừa ăn lượng nít nha. Nè mày á, mày mới lượng nít á, tự nhiên bán cái đuôi cá cho nó 120 vậy má nó đánh. Hello Vietnam. Ở đây ra mắt gì phải nhảy làm gì vậy? Đây là nhảy cho nó sồm sồm những cái nhạc trắng trường qua. Hai ba. What the ba? Vậy đó. Gì vậy? Ê, tao hay quá à, tao mới nói với ổng mấy câu cái tao biết ổng người nước ngoài luôn á. Thôi mày hay quá à. Tao không cần nói tao cũng biết ổng nước ngoài mà. Nếu anh kia. Anh lại đây, lại đây. Ok. Lại mua đồ đương Táo trời đi anh. Đồ á? Em có bán đầy đủ luôn nè anh. Ok. Em có bán giấy tiền vàng bạc nè. Có bán đủ thứ hết, bánh trái đồ. Có bán cá nữa. À cá nướng à? Không, cá sống. Cá sống để làm cá gì? Cá sống để đưa ông Táo. Đưa ông Táo xong rồi làm gì? Rồi nướng. Là cá nướng luôn đó. Không, tùy tâm, bây giờ mình phải đưa ông Táo trước. Rồi cái chuyện mà thả hay là nướng là tùy tâm mình. Hiểu không? Mình phải đưa ông Táo. Ông Táo? Quýt được ông Táo. Ông Táo là một vị thần cai quản mà bếp núc nhà mình nha anh. Ngay 23 mà tháng chạp là phải đưa ông về trời để ông tâu lại với Ngọc Hoàng. Có mua đồ cúng ông Táo không? Với những đặc sản như vậy tôi nhất định phải mua đồ cúng ông Táo. Hay quá. Ô T
thật vui thay ông Tây mà đòi đưa ông Tao. Ông Tây ông Tao ý, ông Tây ông đưa ông Tao rồi ông Tao phù hộ ông Tây ở phương trời xứ là nơi có chim trắng mồ côi và gió ngựa trên đồi cỏ non dẫu cho bụi bay vào mắt thì vẫn tìm được hồng nhan bạc phận sóng gió phù hộ cho ông xong rồi đó thì cũng ngó ngó qua con là bảo bảo thì cười xuyên việc của năm này. Thắng thua không quan trọng, quan trọng bài vui, miễn sao có tiếng cười mỗi người coi để con yên lòng. Giao vòng trong con giật quán quân chỉ vậy thôi cho ông thầy ông vui. Ông thầy là ông thầy nào vậy? Ông thầy là ông mà dạy tôi bán mà mấy cái đồ cúng này nè. Tôi cũng nghĩ rằng là đâu đó ông sẽ vui lắm đây. Ông vui lắm á, chứ đừng giỡn giờ mua đúng không? Okay. Mua đây tôi lấy nha, tôi lấy đồ tôi bán cho anh nha. Đây, rồi. Ok, ok. Đây, qua đây. Rồi, ok. Lôi Lôi, tôi đi đâu vậy? Đi về Mỹ. Về Mỹ? Mày làm cái gì vậy Phước? Vậy tao làm gái Tây nè. Trời má, cái mặt má như Tây Phương cực lạc vậy. Tao lên trên đó tao đợi mày lên đó. Nói gì nó cũng trả lời hết. Ha then you you and me are go. You me? Yeah you and you are you and me rồi go. You me? Oh no no you you and me me nè. Me No me are you. You and me. Ok, mày với tao. À mày. À tao tao mê mày. À mày cưới tao, tao về Mỹ, tao đẻ, tao đổi đời. Chưa bao giờ thấy con nào đã sống sượng như con này hết. Nhưng mà anh thương em không? Thôi, sợ quá trời. Anh sợ lấy em về. Nhìn sợ mấy con cướp bế lắm. À hả? Anh không thích em không? Nghĩ sao vậy? Mặt gớm lắm mà. Vậy thôi anh mua đồ hả? Mua đồ đi. Đi mua đồ qua đây em nói anh nghe nè. Trời ơi, bên em có nhiều sản phẩm ok lắm nha anh. Anh đứng lên đi, anh đợi em chút xíu nha. Rồi, okay. Anh ngồi ở đây đi. Okay, anh ngồi ở đây đi, anh cầm cái bịch đi. Em nói là bên em có bad boy nè, với lại điện thoại nè. Bad boy là mình cần hai cái là cho anh với em. Xong rồi ông Táo và Táo cũng cần bad boy luôn. Tại bây giờ mình không có đi bằng cá nữa, mình đi bằng bad boy. Xong mình có vé máy bay nữa, đúng rồi. Vé máy bay mình đặt qua điện thoại, vì mình bán luôn cái điện thoại cho anh nha. Vé máy bay là có hai chiều, chiều đi chiều về, anh chiều em chiều, rồi chiều đi chiều về là bốn chiều. Bốn chiều với lại bên đó là em có cặp nhang đèn nè. Đó, mình cầm cái này vô, mình bỏ pin vô mình xài thôi chứ mình không có xài gì hết. Á, như đây là 9.2 triệu nha. Với lại mình xài cái bông này nè anh, nó đỡ gây cháy nổ luôn. Là 8.4 triệu. Xong rồi tính luôn cái mai giả này tí nữa em gói cho anh, tính luôn em luôn. Tổng cộng hết cái đó luôn á là 54.4 triệu. Mày tính cái vốn gì mà cộng tới 54.4 triệu vậy? Dạ em tính luôn vốn sống của em trong đó đó. What? Dạ. What? Dạ là 54.4 triệu. Nhưng mà em yêu anh cho nên là còn có 4.4 triệu thôi. 4.4 triệu? Dạ 4.4 triệu. Ok, để trả tiền chứ. Dạ trả tiền cho em đi. Ok, không có tiền mặt đâu. À, còn đô thôi. Dạ đô. 100 đô. 100 đô đủ rồi anh. Ủa sao để đủ? 100 đô đủ rồi. Ở chỗ khác á 100 đô là 2.3 triệu, bên ngoài em là 4.4 triệu. Ồ. Ok ok. Dạ dạ. Ông có đồng đồ này 100 đô 4 triệu mấy chắc là lời lắm đi. Trời ơi. Trời. Dạ thằng Tây. Thằng Tây nó dễ thương dễ sợ luôn á. Rồi đưa tiền mày. Ủa còn tiền tao đâu? Rồi nên mày tâm tay rồi. Trời đất ơi, rồi đưa tiền mày, tiền tao đâu? Rồi mày hỏi tao, tự nhiên tiền mày hỏi tao. Trời ơi, trời ơi, vui quá hả? Hôm nay á là ngày được ông Táo về rồi. Thiệt là vui. Trời ơi, cục cưng ơi, cục cưng, đi tao rồi. Ông thương à, thương à, xin lỗi. Ôi là trời, coi kìa. Cấp này con nít nó bất hiếu không? Ông già nó mà nó dắt đi cỡ đó có à. Ừ, cỡ đó có. Ủa mà cỡ đó có là có gì vậy? Có gì mày hỏi nó, sao mày hỏi tao? Thì tự nhiên mày nói mày phải nguyên câu chứ cỡ đó có à. Có à là có gì? Ông già nói chuyện á. Rồi nói chuyện là nói chuyện gì? Nhỏ nhỏ thôi. Cho chồng em ánh ngủ. Trời đất ơi. Ánh thằng ơi. Giữa chợ mà ra giữa chợ ngủ là sao? Nhỏ nhỏ thôi, hai vợ chồng em đang đi picnic mà. Trời tánh cằn ở giữa chợ mà che dù chạy. Trời ơi, dậy đi. Anh dậy. Dậy. Gì vậy? Tánh cằn ơi, ông chết luôn rồi.
Chết gì ông nội, tôi thở yếu ba ơi. Mưa rồi chồng ơi, mưa rồi. Mưa rồi kêu đi về. Về đi, đúng rồi, mưa rồi, về đi. Không, mưa đi về bên đây nè. Đúng rồi, mưa. Không có. Mưa đi. Hết mưa rồi về đi. Ôi đâu có được, hết mưa rồi. Bây giờ hai đứa tụi mình đi mua đồ cúng ông táo. Cái gì? Có sẵn ở đây, có sẵn nè, đây có sẵn. Trời ơi, anh chị ơi, chị ngồi ở đây đi nè, anh chị lên đây ngồi, lên đây ngồi. Mua đồ cúng ông táo lên trời đi, rồi em đưa anh chị lên trời luôn. Ông Tham à, chủ nhiên người ta đang đi picnic, người ta đi mua đồ cúng ông táo mà cho người ta đi về trời à. Tao thơ yếu gặp này thôi gấp nữa. Tại cái nư này không chạy cắt lưỡi lâu rồi. Ê, con nói gì? Tôi có bán kéo nè. Ôi, à, nói vậy, nhiêu tiền vậy? Thôi, đừng nói vậy. Rồi đừng có nói vậy là nói cái gì? Thì đừng nói vậy thôi. Sao mày hay kết luận quá vậy? Trời ơi, anh chị ơi, anh chị ơi, em có cái này hay lắm nè anh chị. Dạ, mà bên em có cái trái châu này nè, cái trái châu này mà mình gắn lên á, cái đèn á nó lắc á, đã lắm á anh chị. Em còn cái nữa, em còn cái. Mày làm cái gì? Cái này là cái. Mày làm cái gì mày rung dữ vậy? Không phải, lâu quá tao không có được bán thì tao khớp lắm. Trời ơi, từ từ đi con bé. Nhưng mà trời nói chuyện rồi có cái gì mình nó rung này. Không phải. Thôi đi. Tao đâu cần tụi mày mách xa bụng giùm tao. Bây giờ như vậy nè, chị nói cưng nghe, nhà của chị á không có cái gì ngoài điều kiện hết trơn á. Cho nên bây giờ cưng có cái gì cưng cứ giới thiệu đi, chị mua hết giùm cho. Chị qua đây nghe nè. Trời ơi hay lắm chị ơi. Hồi xưa cúng táo là phải dân sớ nha. Bây giờ cúng táo á là mình sẽ áp chị. Áp táo quân chị. À đó vậy hả? Cái tội nào mà mình có thì mình xóa đi. Cái nào cái nết mình có thì mình gửi lên. Hay quá. Đó mình em chỉ xóa được mà. Nếu vậy là mình cài app đúng không em? Dạ không, nếu vậy là mình mua điện thoại luôn chị. Không sao. Chị có tiền mà, chị mua hết. Chị mua hết cho tụi em hả? Mua trời hết. Ơi, hay quá, vậy là em để đây nha. Rồi bên em còn có bông, còn có đèn. Mà mấy cái này là đồ xịn không mà mình cúng là mình phải cúng công nghệ chị. Đúng rồi, thời buổi này á là mình phải cúng công nghệ đó mình ơi. Ê, bậy đâu được. Phải cúng đúng với truyền thống ông bà. Hay quá anh ơi, đúng rồi, mình phải làm cái gì làm thì mình cũng phải giữ đúng cái truyền thống đúng không anh? Đúng rồi. Đó, giờ nè, anh ở đây anh mua đi, em là bán đồ truyền thống không à. Vậy hả? Ở đây có cá chép luôn nha. Ừ. Người thường cúng cá chép, bây giờ anh giàu có quá anh cúng cá sấu đi. Rồi. Bây giờ mình phải làm lạ hơn, nổi trội hơn ta. Rồi, bây giờ gom hết đi, tôi mua cho. Mua hết luôn. Mua đồ công nghệ luôn, mua hết luôn. Mua hết luôn hả? Lấy hết luôn em. Trời ơi, để em gom đồ nha chị. Hết nhiêu tiền tính tiền cho chị đi. Mày nhiêu? Tao là luôn chạy cá sấu luôn là 56 triệu. Ủa dạ. Bên em nhiêu? Thôi bớt 6 triệu lấy 50. À là 50 triệu nha. Rồi bên em nữa là 120 nữa là tổng 170. 170 triệu à? Đúng rồi. Dạ, 170 triệu. Không sao có bớt đó mình. Bớt đi. Cũng rẻ ha, cũng rẻ ha. Lấy tiền trả. Có số tài khoản không? Em có số tài khoản, nè. Có không? Chuyển qua cho em đi. Vậy giờ chuyển cho em nha. Dạ. Mình là lấy tài khoản của tôi nha. Cái tài khoản của mình á. Em đọc nha. Mình nhiều tài khoản quá, từ để coi mình xài cái tài khoản nào nè. Lấy tài khoản ở Luda đó. Trời. Đây. Rồi. Chuyển nha. Dạ. Rồi thành công rồi đó em. Gì vậy? Anh ơi anh sao vậy? Ngân hàng báo chuyển thành công rồi đó. Dạ trời ơi mừng quá. Rồi em hồn quá vậy. Em chuyển đồ cho xe cho chị nha. Mấy đứa ơi, lấy hết sạp luôn đi. Phụ anh chị đem đồ ra xe. Trời ơi mệt. Tính giá là rẻ ha. Bán luôn rẻ ghê luôn á. Trời ơi đường báo này tới đâu luôn á. Để chiếu lại chứ. Ủa em liên hệ với ai vậy? Ủa chị ơi. Không. Ê, ủa. Rồi liên hệ với ai lấy tiền? Thì đó mày phải liên hệ với bả chứ, mày chịu trách nhiệm cho tao mà. Ủa rồi. Ủa chị ơi, ủa gì vậy? Bả đâu có số điện thoại tao đâu. Ủa mày mắc cười quá, mày lo bên đó mà tự nhiên bây giờ mày hỏi tao. Ủa sao bả nói tiền vô, tao nói lấy tiền vô đó Bảo. Ủa mày coi lại coi. Không có Bảo ơi, hồi nãy bả nói là tiền vô rồi Bảo. Ngân hàng gì vậy? Ngân hàng là gì, lừa đảo gì đó. Cái gì ngân hàng lừa đảo là ngân hàng lừa đảo đó. Trời đất ơi. Chị Bảo. Trời ơi, không lẽ tao mày. Rồi sao Bảo, ăn Tết sao Bảo? Mày hỏi tao giờ ăn Tết sao? Trời đừng nói tao, mày tham thì thăm nha Phước. Chị Bảo. Ê, đứa nào bán cái đuôi cá giả cho con tao.
Ông Táo ơi. Thưa quý vị, ngày 23 tháng Chạp, một bên thì bán toàn vật phẩm truyền thống, một bên thì toàn là đồ công nghệ thôi. Tính là lừa khách, cuối cùng thì bị khách lừa. Một tràng vỗ tay cho hai người bán hàng lanh lợi của chúng ta được không ạ? Dạ, em xin mời chị Khả Như. Đầu tiên là chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình nha. Dễ thương, hai bạn làm cho Như có cảm giác hai bạn phối hợp cực kỳ tốt. Một cái sự ăn ý mà làm cho Như quên là hai bạn đang thi. Điều quan trọng hơn hết đó là cái bản lĩnh của hai bạn rất là giỏi. Cái diễn của hai bạn nó điềm đạm mà nó lăng xăng, nó không có bị gây ồn. Đó là cái điều rất là hay nha. Tiết chế rất là vừa phải. Và cái kịch bản á, nó cũ nhưng mà nó lại mới. Nãy Gia Bảo nói giống như tôi coi mấy cái video hồi xưa đó. Thật sự là nếu như mà người lớn người ta xem cái tiểu phẩm này người ta thích lắm á. Tại vì nó gợi nhớ rất là nhiều thứ và nó rất là đáng yêu. Như cũng giống như một khán giả của chương trình, đó là trông chờ một cái gì đó nó dữ dội hơn. Tự nhiên đang coi vui vẻ, ủa hết thì hả, bị hết hồn luôn á. Đó là cảm giác của Như à. Mời người khác đi à. Cảm ơn nhiều. Dạ em xin mời nghệ sĩ Nam Thư à. Vòng trước hai tụi em rất là pum, và chị chờ đợi sự kết hợp hôm nay. Bạn về sự duyên dáng, hai bạn ai cũng có, và thậm chí là Dư nữa. Bạn về cấu tứ kịch bản thì dễ thương, nhẹ nhàng, nhưng cái sức tụi em còn có thể làm hơn vậy được nữa. Đáng khen một điều là hai bạn khi mà diễn với nhau quăng bắt rất là tốt. Không có cảm giác hai đứa đứng trên đó mà cạnh tranh để thi với nhau, mà hai đứa là tương trợ cho nhau. Chị lại hy vọng vào bài thi đơn của các bạn. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Nam Thư. Và nói về bán hàng thì ai mà qua Lê Dương Bảo Lâm nữa. Anh cho vài lời góp ý đi anh. Anh Lâm thấy được cái duyên cá nhân, hai bên hai thái cực bán hàng. Một người bạn vô bật đèn này sáng là bắt đầu biểu diễn. Người này tấp qua đây, bên đây bảo bật cái đó là thể hiện mình trên cái duyên dáng cá nhân của mình. Nhưng mà anh mong cái là tụ là hai bạn chỗ đậm đà một xíu, hai bạn kết hợp và làm cái kết nó dài hơn, nó ý nghĩa hơn một xíu nữa. Thì anh trông chờ vào cái đó. Tại vì hai bạn cái cá nhân nó rất là tốt rồi, cái cuối mình tụ lại bùm lên một cái nữa thì nó sẽ đã hơn. Ý kiến của anh là như vậy. Nhưng mà nó sẽ... xin lỗi Lâm, chị tức quá. Hai đứa nó xây dựng ngay từ đầu hai cái màu, một bên là bán đồ hiện đại, một bên bán đồ cổ truyền. Tại sao vô không lấy mấy cái đó ra? Bên này là cải lương, tôi nè, tôi bán bằng cải lương nè. Bên kia tôi nè, thế hệ mới trẻ hip hop nè. Và cuối cùng kết một cái hai đứa ráp lại nó hợp. Ngay từ đầu tụi em đã tự cho ra tụi em một cái màu, mà cuối cùng tụi em lại chẳng đào sâu vào. Thấy tiếc không? Em xin mời nghệ sĩ Gia Bảo ạ. Hồi nãy anh nói đây là tại sao nó giống những cái hồi xưa là như vậy nào. Là gần Tết á, cái thời mà video hài mà lip sync á rất là nhiều. Thì đây là hai người mà đóng nhiều nhất của cái thời đó nè. Tụi em thiếu kêu lô tô nó thay là y chang luôn á. Thì nói là rất là vui, mình không có nói nó cũ nha. Và đến bây giờ những cái clip đó người ta vẫn đem lên TikTok, nó vẫn hot. Mình coi theo một cái câu chuyện hài vui Tết thôi, mình không có đặt nặng gì hết. Giống như cặp của Kim Đào với Mậu Đạt thì lại là một câu chuyện ý nghĩa. Thì đây cũng là một câu chuyện hài về những người buôn gian bán lận thế thôi. Nói về diễn xuất thì phải nói là hai em rất là giỏi. Bởi vì không có cái gì để hai em bám hết trơn. Đúng là tụi em chia đất nó đều, và tụi em phối hợp với nhau, dù ít dù nhiều nó vẫn ăn rơ với nhau. Thì anh khen là anh khen cái điều đó. Còn đúng như mấy anh chị nói là tụi em đã chia được hai màu thì mình không làm rõ hơn. Còn riêng bản thân anh thấy gây được tiếng cười rất nhiều cho mọi người, thì anh nghĩ là nó cũng hợp lý trong những ngày xuân rồi. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, em mời giám khảo Kiều Anh ạ. Đầu tiên hài thì hài, nhưng mà mình quy định nhân vật xong thì mình phải lệ thuộc quần áo chút xíu. Phước, mấy lần trước em đã mặc đồ này nọ kia rồi, quái rồi. Hôm nay ráp đẹp cho chị, mặc đúng ráp cho chị. Bán ở chợ nào cũng được, vì muốn gạt người ta phải có cái bề ngoài. Dạ. Yeah. Còn khi em mặc lượm thượm kiểu này gạt ai tin? Hai má, nó phải đối lập lại. Em yeah. ở đây cũng vậy, mình mặc một cái bộ đồ cho nó đẹp rồi bắt đầu muốn bán gì đó bán. Cái này là em mượn hơi hướng của những cái kịch bản trước. Tức là ngày xưa chị Vinh Minh có làm, nhưng mà tụi chị qua lại bằng những câu hát mà ngày xưa tác giả viết rất giỏi em à. Là bởi vì câu hát người ta đã nghiên cứu, nó được chọn lọc rất kỹ, cho nên cái miếng hài nó hấp dẫn nằm ở chỗ tác giả viết. Ngày hôm nay tụi em giỏi chỗ là tụi em tự viết. Khi em đưa ráp vào, em đưa cải lương vào, hai bên có thể bán bằng cái điều đó. Em có thể lên vòng cổ, lên trong những cái bản đồ em bán, chứ không phải lên ca ngợi bằng tay. Tụi em có đường dây, có kịch bản, có ý hết, nhưng tự nhiên thảy vô có chút chi. Nó giống như là không có đậm đà gì hết. Rồi, còn về diễn xuất, thực sự là chị cảnh báo với Phước đó nha. Vì hồi nãy giống như tụi em là tấu hài đó chứ không phải kịch. Mặc dù tụi em đụng nhân vật nhưng rõ ràng là tấu. Bảo giữ được cái nhịp, cái độ tấu. Nhưng Phước thì lúc buông lúc lấy, lúc buông lúc lấy.
Nhớ yeah. nha Phước, chị nhắc em hoài cái đó, không buông, nhớ là không buông. Vì em là một diễn viên rất có tiềm năng. Mặc dù miếng hài tụi em hai đứa có miếng như nhau yeah. nhưng giữ nhịp tốt là bảo, cái đó chị nói thật sự. Dạ, vậy ha. Cảm ơn okay. chị. Rồi. Em cảm ơn chị. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ, con mời thầy. Thầy nhìn thầy thấy là hai đứa chưa có quyện vào nhau. Tụi con chưa hẳn, chưa có nắm tay nhau để mà tao với mày phải làm một cái sản phẩm nó hay thiệt hay. Tuy nhiên thầy lại ngược lại với chị Oanh, thầy thấy là Phước nó gây được nhiều cái tiếng cười hơn là con. Chị Kiều Oanh cho con cao hơn Phước, nhưng ngược lại điểm của thầy cho Phước cao hơn con, vì thầy trừ con thua Phước 0.25 điểm, cũng là cái tội cười nha con. Ok. Riêng anh thì anh chọn Ngọc Phước là nhỉnh hơn em ngày hôm nay. Nhỉnh hơn một chút xíu thôi thì như nghiêng về Phước hơn tí. Cảm xúc của chị nghiêng về Ngọc Phước hơn, bởi vì Ngọc Phước bước lên sân này cho chị tiếng cười nhiều hơn. Hết. Ngày hôm nay Phước nhỉnh hơn, cho nên điểm của Phước anh cho nhỉnh hơn. Cảm ơn anh. Sau một vòng khảo sát thì những lời nhận xét rất khớp với số điểm đã cho ạ. Và bây giờ là tổng điểm của thí sinh Ngọc Phước, 58.25. Tổng điểm của thí sinh Bảo Bảo, 56.75. Trên lệch một chút xíu. Và món quà của vòng này thuộc về Ngọc Phước. Và bây giờ là hai hộp quà, một hộp 1 triệu đồng và một hộp là 5 triệu đồng. Mời Ngọc Phước chọn. Dạ. Rồi. Ủa đi Trang hả? Thì bây giờ mở đi. Vậy cuối luôn á. Lụm. Vậy 5 triệu đồng thuộc về Ngọc Phước ạ. À. Em cảm ơn chị Quỳnh. Cười Xuyên Việt phát hành bộ phim Độc Cô Cầu Dược, người dịch Thế Tiên Bá Khánh Thu Như, kỹ thuật lồng tiếng Thanh Giang Bánh Bèo, với sự tham gia của các diễn viên Âu Dương Tuấn Anh, Âu Dương Tuấn Dũng, Âu Dương Lạc Hoàng Long, Âu Dương Quốc Khánh, Âu Dương Lê Nghĩa, Âu Dương Di Dương và một số loại Âu Dương khác. Tụ đang điền âm dương hòa hợp long lân quy bổn bụng thiên thừa dẫn dẫn hóa mất khôn thăng thiên. Hey! Hey! sư huynh quả là bậc kỳ tài đó. Tạ ơn hiền đệ. Hey! Hey! Đi vô rồi lấy cái gì mà diễn hả? À, xin lỗi hiền đệ. Hey! Hey! Sư huynh, huynh quả là bậc kỳ tài đó. Nói cho hiền đệ biết, võ công của ta đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Và bây giờ ta sẽ đi đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để kiếm cho bằng được quyển bí kíp, và từ đó ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm. Đứng lại sư mẫu. Tại sao ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, tại sao người không bao giờ nghe lời ta, người lại đi xuống núi đó hả? Dạ thưa sư phụ Mai Siêu Phong. Ê, Mai Siêu Phong chính là bà nội của ta. Cha ta là Mai Siêu Xe, còn ta là Mai Siêu Âm. Người có biết cái cây này là cây gì không? Ấy dạ, cái cây gì vậy hả? Cái cây này là cái cây siêu âm. Ra. Chết cha. Chim gan siêu gì bê. Ấy dạ sư phụ ơi, đừng có tào lao nữa. Ta nói người không được cãi. Ấy dạ. Ta nói sai người phải cãi. Ai bây giờ cãi hay không cãi? Người phải có chính kiến của mình chứ. Mất dạy. Sư phụ, có cái con muỗi nó dính trên mặt sư phụ nè. À vậy thì được. À, cảm ơn muỗi nha, nhờ mày cũng có cơ hội đánh ổng. Cái gì? Thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại cấm cản con không được xuống núi chứ hả? Người nghĩ làm sao vậy? Người biết ta cấm cản người còn xuống núi nữa à? Hay là người muốn đi theo vết xe đổ của cha người? Cha người là một người tự cao tự đại,
tự nghĩ mình là người chí công vô tư, tự nghĩ mình là người có võ công cao cường, tự cho mình là một người có khả năng là bá chủ thiên hạ. Rồi làm à. Sao? Rồi cha người à, thơ bộ, tá thơ bộ ơi. Hả? Bên đây nè. Rồi nghĩ làm sao? Cha người cũng chết trong cô độc. Người muốn đi theo con đường của cha mình đó hả? Dạ thưa sư phụ, con đã hiểu rồi, xin lỗi sư phụ. Hiểu thì tại sao đi xuống núi? Ây da, thật ra con xuống núi á là tại vì á con muốn mua cho sư phụ một cái bình nữ nhi hồng tửu này. À, đây là loại rượu mới à? Dạ loại rượu mới. Quả nhiên là cao cường. Dạ, mời sư phụ uống. Nó hơi ngộ ha. Ăn ngon không? Ngon. Có độc đó. Có. Cái gì vậy? Khi vận dụng võ công thì chất độc này sẽ càng phát tán rất nhanh. Ta sẽ không vận dụng võ công nữa. Không vận dụng cũng phát tán. Ta phải làm sao đây? Hoang mang cũng phát tán. Ây da sư phụ. Ây da sư phụ kêu ông cũng phát tán. Người, ta không ngờ người là một kẻ phản nghịch. Người đúng là kẻ phản diện. Sư phụ. Mày nói một cái nữa tao quýnh mày liền, tao hết máu rồi. Dạ, sư phụ. Sư phụ. Và bây giờ đã không còn ai ngăn cản, ta có thể trở thành bá chủ võ lâm. Hay à, sư huynh ạ. Sư huynh, hãy cho đệ đi cùng sư huynh. Đại phú trở thành minh chủ võ lâm giống như sư huynh. Cha, đại mà huynh cũng giết. Huynh là kẻ phản diện. Bởi vì ta muốn bá chủ võ lâm chỉ có thể là một mình ta, Độc Cô Cầu Dược. Bây giờ đường đi tới núi Ngũ Hành Tây Ba Lô rất là xa, cho nên ta phải cần cân đổ dân cho nó nhanh. Cân đổ dân. Hey, đi thôi. Sau khi ta bị đâm nhát vào, ta đã trở thành người dẫn chuyện. Nhắc đến đây thì các bạn cũng đã thấy Độc Cô Cầu Dược đang tiến thẳng đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để tìm quyển bí kíp Cửu Âm Chân Long. Hắn quyết định trở thành minh chủ võ lâm. Nhưng tại núi Ngũ Hành Tây Ba Lô, tại đây có ba vị đại cao nhân, ba môn phái khác nhau. Họ là ai? Hãy xuất hiện đi. Môn phái mà gian danh thiên hạ đó chính là môn phái Tiếu Lâm. Và ta là con cháu thứ 18 của môn phái Tiếu Lâm, đó chính là môn phái Tiếu Nhi. Hey, mời phái tiếp theo. Giới thiệu, sư phụ của ta chính là môn phái Karate Đồ. Còn ta là đồ đệ của ông ấy. Ta không phải phái Karate Đồ, ta chính là phái Karaoke Ôm. Em không buồn nữa chị ơi. Em không buồn nữa chị ơi. Mời phái tiếp theo. Như quý vị ai cũng biết, môn phái Nga Mi là môn phái gian danh thiên hạ. Ta là đệ tử thứ 100 của phái Nga Mi. Ta phái nói mi. Ông Huynh à,
Cái gì? Ở gương mặt không chút thần sắc, gắn cái gặp lông nheo đi hả? À, dạ, không cần đâu, chỉ cao kê với ôm thôi là được rồi. Ây chà, ông Huynh à, nhìn cái mặt là biết chết yểu rồi. Ở gắn gặp lông nheo tăng tuổi thọ đi. Cái không được đâu, thiếu nhi đâu gắn lông nheo được đâu. Ây chà, hai tụi bay ra thì rừng rừng, tao ra thì không ai tương tác, thật là nhạt nhẽo tao không nói nữa đâu. Có nếu mà lát không ai nói như vậy thì thôi, chúng ta hãy chào nhau đi. Đúng rồi, chào nhau đi. Ây dạ, phái thiếu nhi xin chào phái nói mì. Phái thiếu nhi xin chào phái karaoke ôm. Phái karaoke ôm xin được chào phái thiếu nhi và phái nói mì. Ây dạ, phái nói mì xin chào hai thằng. Gọn vậy, gọn vậy. Ê nhìn đi. Cái gì? Ở mặt trời đã lên cao, ở bình minh lên rồi, gà trống đã gáy, ở trời sắp sáng rồi, hãy làm nhiệm vụ thường ngày đi ạ. Được. Nó có bằng chải không, có kem cho xin một miếng được không? Nay da tôi tự xài đi xin cái gì trời đó, coi ai Quỳnh à có thể cho mượn cái đầu nạo lưỡi được không? Ây da, kem còn xài chung được, nạo lưỡi xài chung ung thư đó ba. Vậy thôi cứ đánh kem không được rồi. Trong lúc họ đang đánh đằng thì có một con ruồi xuất hiện. Ây da, thấy hồn. Ây da, thấy hồn. Ê, con ruồi nó chết rồi kìa. Ây da, sao mà cao thủ quá vậy hả? Ây da thì đây là kem bạc hà, bắn vô con mắt nó cay là nó chết thôi. Ai thiệt cao thủ sau khi con ruồi này cay mắt chết thì một con ong xuất hiện. Ấy dạ, con ong nào mà để tôi nè. Thử đi. Ê trời, ai chưa kịp đánh mà nó chết rồi, ai hết tay chân của ta? Người hết tay chân của phái nấu mì không ai khác chính là độc cô Cầu Dược. Ấy dạ, là ai? Là ai? Ấy dạ, các huynh đệ à, hình như là có tích cách đó. Phải rồi, tích cách rồi kìa. Được, hãy sử dụng tuyệt chiêu của phái nói mì ta. Tuyệt chiêu mì dân sen. Ai dạng mì dân sen là cái gì? Mì dân sen trong phái tao mới biết thôi, ý nghĩa là sắp hàng đó hả? Ai ai sắp hàng kìa. Yeah. Xích vô chút nữa. Ê, làm cái gì? Ở chụp hình selfie đi, mới mua cây gậy nè. Chịu có đi chứ nha. Thiệt là ai chơi, hình như là mày đang chụp hình cái thằng tích cách đó. Ai dạ, sao mà được hả? Thôi tấn công nó đi ta. Đâu hả Lưu Nhân, đâu hả Lưu Nhân. Thật ra tiểu nhân không phải là thích khách, tiểu nhân chỉ là một thường dân thôi. Nghe danh ba vị sư phụ này rất là lâu rồi, nên tiểu nhân muốn đến đây để thỉnh giáo và nhận làm sư phụ đó mà. À dạ, đúng là cái tên tiểu tử thúi không biết lớn nhỏ là gì. Đúng rồi. Ba đại môn phái nhì mì đâu có đơn giản cho một tên bất tài như ngươi nhận làm đệ tử đâu đó hả? Đúng rồi. Tiểu nhân không có bất tài đâu, tiểu nhân có một biệt tài, đó chính là siêu quyển thần tốc. Tiểu nhân có thể ngửi những đồ vật và đoán được đó là cái gì. Ây da, ta không tin đâu. Bây giờ ta bịt mắt ngươi lại nè. Ở qua bịt mắt giùm coi nè. Ây da, không bịt đi, bịt mắt giùm lại đi hả? Cầm giùm đi. Phải thử nó một cái gì mới. Thử nó đi, bịt mắt lại đi. Thử nó đi. Ây đúng rồi. Hỏi mình giá đi. Đố mày thử được cái một đồng này giá bao nhiêu? Một đồng. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Mày nói nó ra chi vậy hả? Chơi cái gì mà ngu vậy hả? Đi lấy cái đồng tiền làm sao mà nó không đáng được chứ. Bây giờ đổi đi. Đợi chút xíu, để đi xuống dưới mượn tiền cái đã. Trời, mượn tiền, có ai chưa mượn tiền cho nó đáng không đó hả? Tiền con hả? Á chị này, tiền nhiều quá đi hả? Có tiền mà. Nhưng mà trước khi nó lấy số tiền để giải thích một chút xíu. Giải thích sao quý vị và các bạn, từ đây lên đây là thời của hồi xưa, từ đây lên đây là thời của hiện đại. Phải nói như vậy để chút xíu nó mà công bắt bẻ tại sao xài tiền polymer đó. À đúng rồi. Hợp lý hả? Hay quá, hay quá. Sẽ bóc một cái, bóc một tờ đi. Để cho công bằng cho chị Hương lựa một tờ. Một tờ. Một tờ. Đây, tất cả mọi người hãy tập trung. À, tập trung đi hả? Đoán đi không có được khi. 500 ngàn. Ôi trời ơi. Một tờ, em một tờ lại đi hả? Bóc thử một tờ nữa đi ạ. Rồi tất cả hãy tập trung. 100 ngàn. Ôi trời ơi. Không tin, không tin, không tin, không tin. Hết tiền đáng dễ rồi. Đáng cái bao thư này trong đây có bao nhiêu tiền mới về? Ây dạ, trên bao thư có ghi tên không hả? Ở cá xê diễn viên Quốc Khánh. Ây dạ, quá dễ, 90 ngàn. Ây dạ. Sai, 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 sai. Sai. Tại sao sai? Quốc Khánh là diễn viên hạng xê, cá xê phải 100 ngàn đó hả? Ây dạ, không trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân hả? Chú Quốc Khánh luôn. Ây dạ, ây dạ, thiệt là hay quá đi. Chưa đâu, tôi còn ngửi và đoán được một thứ nữa. Thứ gì? Trả tiền cho người ta đi, chưa có trả kìa. Đúng rồi, đó là thời điểm này, sao có xài polymer được đâu hả? Ây da. Ây da, trả nè. Ây da,
trả cái mic luôn đi, đâu có làm MC nữa đâu. Ai ai trả cái mic đi hả? Cái này bữa này còn yêu nghề nữa. Thôi kệ đi, ai trả ai trả. Thiệt là hay, thiệt là giỏi. Quả nhiên tên này có chút tài cán đó hả? Thôi được. Từ đây về sau, phái nói mì ta sẽ nhận người làm đệ tử. Cái nhà ngày hôm nay là nhận đệ tử thật là vui, thật là ý nghĩa đó hả? Đúng rồi, cái ngày ý nghĩa như vậy chúng ta phải làm cái gì gọi là dấu ấn đi à? Đó, còn có dấu cách rồi, còn có cách rồi. Hay là chúng ta cắt máu ăn thề đi. Ý hay đó hả? Bây giờ không thề được đâu, cắt máu đào thào lắm à. Bây giờ có sao đâu, cắt một giọt chứ đâu phải là cắt một lít đâu mà sợ. Bây giờ đứa nào mà không làm đó, trời chu đất diệt. Cắt một giọt đi. Cắt một lít đó hả? Đang đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u. Có nên cắt không đó hả? Lỡ hứa rồi. Trời chu đất diệt đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Nó chuẩn bị hung khí sẵn luôn rồi. Cái đệ tử à, sư phụ bị máu không đông, cắt một cái là ra 3 lít luôn đó. À, sư phụ à, cho một lít máu đi. Ai à, à, sư phụ bị máu chó uống vô là sủa gâu gâu đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Không có lấy máu sư phụ được đâu. Tại sao vậy? Sư phụ bị loãng xương. À, sư phụ à, à, xương thì có liên quan gì đến máu? Tôi không nghe người ta nói sao? Nói cái gì? Đồng tiền xương máu đó. Các sư phụ thật là nhát gan. Hãy xem con đây. Ây da, con cắt rồi kìa. Trời đất ơi, nó thiệt là dũng cảm đó. Không lẽ ba đứa mình phải chịu thua nó hay sao? Ây da, Quỳnh nói vậy là sao hả? Ây da, ây da, nó mày chém nó hả? Ây da, ây da, nó nghe nè. Cái gì vậy? Đủ máu rồi, đủ máu rồi, chúng ta uống ăn thề rồi. Thôi quên, còn khỏi uống ăn thề thì mở nhà hàng tiết canh luôn đi ạ. Dạ hả? Đủ máu rồi các sư phụ à. Làm ngay tức là uống máu ăn thề đi. Dạ. Ây da, máu mà mày xối giống người tưới cây vậy hả? Cái show đầu tiên là phải cúng đất đai đó mà. Dẹp đi. Cái trò gì mà hiến máu thiếu nhân đạo, mình không chơi nữa đâu. Đúng rồi, bây giờ cái trò nào mà không mất máu mà thể hiện cái tình sư phụ thấm thiết được không ạ? Đúng rồi, cái trò gì đây? Trò có gì đây? Có cách rồi, bây giờ chúng ta sẽ uống rượu ăn thề đi. À cũng được ạ. À cũng được. Đi tỷ già, xin giới thiệu với ba sư phụ, đây là một bình rượu của con. Bình rượu này được mang tên là Nữ Nhi Hồng Tử. Sao lại gọi nó là Nữ Nhi Hồng Tử? Tức là bình rượu này được một nữ nhi tên Hồng rốn vô cái tủ ngâm 7-7-49 ngày mới ra được cái bình rượu. Mời sư phụ uống ạ. À, nó không được đâu. Phải nói mì ta uống rượu là rụng lông mì đó. Ai uống đi. Mời sư phụ. Đây à, từ xưa tới giờ ta sống rất là lành mạnh. Chỉ có cao kê không uống rượu đâu, lành mạnh lắm. Sư phụ à, uống đi. Ngày à, tao thiếu gì mà sống rượu được hả? Em chưa 18 đó mà. À, các sư phụ thật là nhát quá. Bây giờ, uống thử trước đi. Con sẽ uống trước bình rượu này. Ây da, uống được mà. Ê, có cái mùi gì không vậy? À, có mùi nhang khói. Chắc là bình rượu này được ngâm ở trong cái tủ thờ đó. Ây da, ai ngâm rượu trong tủ thờ đây ba? Mùi gì vậy? À, có mùi lông não chắc trong tủ quần áo đó. Không phải lông não đâu, mùi tôm thịt hình như là trong tủ lạnh đó. Ừ, vậy hả? Anh thử coi. Ây da, cái này nghe mùi cạch bò chắc ở trong tủ sắt đó hả? À, được, à, đưa. À, hết luôn rồi. Ây da, các sư phụ ơi, có khi nào chúng ta uống bình rượu này xong tất cả chúng ta sẽ xỉn không hả? Ây da, sao mà có gì đó. Ây da, đệ tử có trò này vui lắm nè. Nó chơi cái gì vui? Trò chơi rất là vui, gọi là chơi dại đó mà. Ây da, uống rượu diễn chơi dại là chơi như thế nào đó hả? À, bây giờ lấy một cái mền ha, chùm đầu chúng ta lại, xong rồi từng người đánh cái đón coi là ai. Ây da, cái trò gì vậy? Ây da, chơi cái trò đó được đó. Chơi đi, chơi đi. Chơi được không? Được đó. Được không? Được, bây giờ con bị trước cho, tại con ra đó. Ồ, sao ngu vậy ta? Ây da, vô đây luôn đi. Vô đây. Ai chuẩn bị nha, ai chuẩn bị nha. Ây da. Ai làm? Sai rồi. Ai làm? Sai rồi. Ai vô bị đi. Bị đi mà. Ai vô bị đi. Thôi vô liền luôn đi. Hai bên áo khác màu là cái gì? Quỳ gói xuống, mau lên, tiết tấu nè, tiết tấu nhanh đi mà.
ra đi bao nhiêu. Ai ta? Ai da? Ai da? Ai da? Ai làm vậy? Ai da? Sai rồi, sai rồi. Ai da? Thôi tao không đánh đi. Ai da làm cái gì mà hồi hộp quá vậy? Ai da đâu hết rồi, đánh đi mà. Ai da? Sao hồi hộp quá vậy? Xây tăng đưa anh đi trong chiều vắng. Gọi tên anh cùng gian ân u cha mẹ khóc thương. Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh. Cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Chúc anh là... Ở chơi nữa đi con à. Ở chơi nữa đi. Nó không có chơi nữa đâu. Sao vậy? Kể từ đó người dẫn chuyện không còn xuất hiện nữa. Ây da. Ây da. Ây da. Sao này có vô trong các sư phụ? Cái tên tiểu tử núi này không những có tài năng mà cũng một chút thú vị đó hả? Đúng rồi, đúng không có trí tuệ nữa đó. Ây da, hôm nay ta đã hứng khởi dừng chào. Ta quyết định sẽ dạy cho con một tiệc chiêu võ thuật bí truyền. À, cảm ơn sư phụ. Đó được mang tên Ô Vào Quyền. Ô Vào Quyền là cái gì vậy sư phụ? Tức là võ làm lố đó hả? Ây da. Ví dụ đánh con một cái hai. Nó không đau. Nó không đau đúng rồi. Ô Vào Quyền. Ây da, cho tôi lùa đấy. Ây da, cho tôi lùa đấy. Ây da, cho tôi lùa đấy. Hay quá. Hiểu chưa hả? À, dạ hiểu. Hay quá sư phụ ơi. Sư phụ đánh con thử đi. Ô Vào Quyền. Ô đau quá, đau đau quá. Ôi da đau quá. Thôi đi. Mày múa giả chân hả? Hãy đụng ta cái đi. Ây da, mày bị cái gì hả? Ây da, mày bị cái gì hả? Sư phụ à, sư phụ. Thật sự là con không có lòng tin để làm mấy cái này đâu. Đơn giản như vậy cũng làm không được. Đúng là bản chuyển vọng suốt đời không lên được bản tài năng đó hả? Ây da. Ây da, tôi đó mà. Ra đi. Một lần nữa ta hỗ trợ đến Âu Bà Quyền. Sư phụ sẽ thị phạm cho coi đó hả? À, bây giờ con chửi sư phụ đúng không hả? Đúng. Cha. Ở trong mặt quá à. Đơn giản vì các ngươi đã uống trúng rượu độc của ta. Đây chính là một loại độc rất là nguy hiểm. Độc tố này có tên là Vizama Melotovisamin Kovisakurajidanatumbatit Tukotatitutama. Thì ra loại độc này chính là loại độc thoại đó. Chính xác. Sao? Các ngươi thấy thế nào? Loại độc này chỉ có thể phát lên khi các ngươi vận dụng võ công. Ây da, à, tại sao tên tiểu tử thúi người lại hạ độc ba đứa ta đó hả? Vì ta muốn lấy được cuốn bí kíp võ lâm để trở thành võ lâm minh chủ. Cuốn bí kíp ở đâu? Ở bí kíp đây nè, ở trong tay ta. Có ngon thì nhào vô lấy đi hả? Ta không khách sao? Cho cuối cùng ta đã có được bí kíp võ lâm. Ta đã có được. Tại sao lại một tấm gương? Tấm gương này để làm gì? Để ngươi nhìn rõ được bộ mặt của ngươi. Sư phụ, ta đã sớm biết được tất cả những âm mưu của ngươi. Ta bày ra tất cả những kế hoạch này để cho ngươi nhận ra được lỗi lầm của ngươi là như thế nào. Và đây là ba đồ đệ của ta. Ta hơi rác á. Ừ. Xin lỗi ạ. À, ta xin tự giới thiệu. Ta đó chính là đệ tử của sư phụ Mai Siêu Âm. Ta Mai Siêu Black. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy. Ta Mai Siêu Cu Te. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy. Ta chính là Mai Siêu Thị 24 giờ. Ê à, quá niềm kế sách của sư phụ á, thật là muôn thăm à, đệ tử bái phục sát đất. À, ngươi quả là tệ đó. Làm sao mà trên đời này có những cái tá võ tàu lao như vậy chứ? À, đúng rồi đó.
Các ngươi tưởng là các ngươi có thể triệt được ta sao? Các ngươi đã trúng độc của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng chất độc tầm thường của ngươi có thể giết chết chúng ta hay sao? Ngươi nên nhớ, trong võ thuật, điều quan trọng nhất không phải là võ công cao cường nhất, mà điều quan trọng nhất đó chính là võ tâm và võ lực. Người nên nhớ, võ công là để giúp ích cho mọi người chứ không phải để hại người. Tại sao ta lại mất hết sức lực? Bởi vì ngươi đã bị ta phế truất hết tất cả võ công. Rồi đây, ta sẽ hồi phục công lực của mình, và ta sẽ thực hiện tiếp mục tiêu của ta. Tất cả các ngươi phải trả giá. Chính vì vậy, ta sẽ nhốt ngươi ở nơi này mãi mãi. Không được, không được. Không được, không được. Một tiết mục rất hoành tráng, rất vui, rất bá đạo. Không biết chị Việt Hương có thấy như vậy không ạ? Chắc chị phải nhường lời cho anh Bảo Trung, tại vì anh tâm đắc tiết mục này lắm. Dạ, xin mời anh Bảo Trung. Tại vì hát hài đó mà, diễn với mấy cái phim nọ đó là khó diễn lắm. Khó hài cười lắm. Nhưng mà nãy giờ anh rất thích. Anh thấy em Dư là chuyên nghiệp luôn, diễn tốt quá. Cái kịch bản này nếu mà giao về cho anh không dám diễn đâu. Anh sợ tao cười. Nhưng mà em diễn á, cái kịch bản này xung quanh á, là những người hỗ trợ cho em quá tốt. Khánh nè, Tuấn Dũng nè, Lạc Hoàng Long à, và cái bạn Lê Nghĩa đó, những người đó tiết tấu họ tốt quá. Và khi họ diễn đó, họ cũng giỡn. Khánh cũng giỡn và nói tiết tấu lên, tiết tấu lên. À, đặc biệt hôm nay chị biết Khánh là lương của em chỉ có 90 ngàn. Vậy mà từ đó tới giờ chị trả mấy trăm ngàn. Chị sai lầm rồi. Chị biết giá em rồi. Để rút kinh nghiệm. Dạ, em diễn sao cái bản tài năng, em chỉ là triển vọng thôi, nhưng mà em ngang ngửa với lại bản tài năng. Rất là vui khi em dùng cái nó, xong em gắn thêm một từ vô thành cầu vượt. Và giống như anh Bảo Trung nói, khi mà mặc bộ đồ này với không phong cách là thần thái của những người đóng cái tuồng cổ, tuồng xưa, là nó sẽ rất là rề rề. Còn tụi em tiết tấu cực kỳ tốt, mà một cái người diễn viên hài có cái đó trong người mình á, mình khó chết lắm. Tại người ta chết rồi mình cũng gán mình làm lên để mình ở ngoài sân khấu mình có thể sống được. Thành ra là khi mà em có cái điều đó, chị rất là vui. Và chị chào đón em bước vào cái nghề chuyên nghiệp, chứ không phải là bạn triển vọng không nữa. Cảm ơn em. Khi mà bước vào thi cái vòng này, em cảm thấy rất là vui. Bởi vì chú Bảo Trung là người em đã thần tượng từ nhỏ. Ngay từ lúc những cái băng cassette Bảo Trung cười từ 1 cho tới bao nhiêu em đều có hết. Mấy lần trước gặp chú nhưng mà không có cơ hội được diễn cho chú xem. Hồi nhỏ hồi đó là ai bộ chú lắm phải không? Dạ rất là vui. Bây giờ hết rồi hả? Dạ vui luôn. Ok, thank you em. Khi mà tụi em tập đó, xong anh Tiên có coi và anh Tiên nói là bây giờ thôi đổi một cái màu khác đi. Anh Tiên đã nghĩ ra cho tụi em cái chủ đề là làm về võ thuật. Cảm ơn anh Diệp Tiên rất nhiều và cũng không quên. Cảm ơn Khả Như, cố vấn của em đã theo suốt tụi em trong các đêm tập. Ngày nào cũng tập từ 4, 5 giờ sáng tới 4, 5 giờ sáng. Em run lắm hả? Dạ em mà, tại vì em mập mà. Cho nên em giận, lâu lâu em vận động, em đuối. Nãy giờ chị thấy em diễn rất là kiểu như là hùng dũng, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà em nói về anh Bảo Trung hay là em nói về người khác thì cái giọng em rất là run. Em bình tĩnh đi, em rất là tốt. Dạ. Hình thể tốt luôn. Em đủ tố chất để là một người diễn viên mà. Đúng. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chị Khánh Như, chị cảm giác như thế nào sau khi xem được tiết mục của mình cố vấn như vậy ạ? À, Như coi Như thích quá chừng luôn. Đúng là không uổng công mấy anh em cứ 5-6 giờ sáng mới về. Cảm ơn anh Tiên rất là nhiều, bởi vì anh Tiên hầu như là đã đồng hành suốt, không bỏ sót một đêm nào. Và một lần nữa,
Như lại cảm thấy một Tuấn Anh rất là tự tin hơn chồng trước nữa. Người ta hay chọc Tuấn Anh ngay từ mới bước vào Cửa Xuân Việt á. Mọi người hay nói là nam diễn viên chính kịch đi thi hài kịch. Nhưng mà hôm nay Tuấn Anh đã có tiết tấu và cả mảng miếng một cách tự nhiên như vậy, cảm thấy rất là vui. Bản thân Tuấn Anh là một người rất là cố gắng. Dạ, hồi nãy trước khi mà em lên thi anh rất là hồi hộp. 3 đêm liên tiếp là tụi em tập từ 11 giờ đi diễn về tới 6 giờ sáng, rất là mệt. Mà ngày hôm nay với thành quả vậy anh rất là hạnh phúc. Và anh thật sự là rất mừng cho em. Chúc mừng em rất nhiều Tuấn Anh. Cảm ơn tạm đạo diễn Việt Tiên rất nhiều. Và số điểm của thí sinh Tuấn Anh sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình.